Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 127. Lúc này Nguyên Vô Thường mới cười khổ nói, không chỉ có vấn đề mà còn có vấn đề rất lớn, chẳng lẽ ngài không phát hiện nơi này có vẻ như hoa cỏ sum suê, tràn đầy sức sống, nhưng lại chẳng có một con côn trùng nào sao? Nghe Nguyên Vô Thường nói vậy Dương Bách Xuyên mới ý thức được, nơi này quả thực có nắng tươi sáng, hoa cỏ xanh tươi, nhưng một con sâu cũng không có. Không có sinh vật sống nào tồn tại, yên tĩnh đến chết người. Hoàn toàn khác với những gì nhìn thấy trước mắt, vô cùng kỳ lạ. Theo lý thuyết thì ở một nơi đầy hoa cỏ như vậy ít nhất cũng có một số sinh vật nhỏ như côn trùng, sâu tồn tại, nhưng ở đây lại không có. Đừng nói vòng vo nữa, nơi này rốt cuộc làm sao? Dương Bách Xuyên nhìn Nguyên Vô Thường, nói. Sắc mặt Nguyên Vô Thường trở nên nghiêm túc, đây chính là Chu Ma Thiên Trận. Nghe nói ở đây có hơn 1.000 trận pháp thượng cổ, chính là trận pháp do nhiều tiên nhân thời thượng cổ hợp sức lại để diệt trừ ma tộc. Trong thiên trận này, mỗi trận đều khác nhau, bao la vạn tượng, có sát trận, vây trận, truyền tống trận, hỏa diễm trận, băng tuyết trận, khôi lỗi trận, ma linh trận vân vân. Thậm chí còn có không gian quần lâu trận, năm đó các tiên nhân vì giết ma tộc mà nhốt mình vĩnh viễn trong trận pháp, ở trong trận pháp tu luyện sinh tồn, duy trì trận pháp. Đương nhiên cũng có lời đồn nói trung tâm thật sự của Chu Ma Thiên Trận đã bị một đại ma đầu hủy diệt, cho nên đã mất đi uy lực vốn có. Nhưng dù thế nào thì Thiên Trận vẫn là Thiên Trận, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, còn đang hoạt động. Chẳng qua bây giờ sức mạnh đã suy yếu đi rất nhiều, nhưng dù vậy thì uy lực của nó cũng không phải là thứ mà người tu chân có thể chạm tới. Vạn năm trước Lão Phu và một nhóm cường giả tán tiên hàng đầu lúc bây giờ lập thành một đội mạo hiểm, vượt qua mọi chông gai trên đường, đến Chu Ma Thiên Trận. Nói đến đây, sắc mặt Nguyên Vô Thường thay đổi, vẻ mặt hồi hộp, sợ hãi như thể quay về ký ức vạn năm trước, giọng nói cũng nhỏ dần rồi dừng lại. Dương Bách Xuyên không ngắt lời ông ta, đợi ông ta nói tiếp, hắn biết ông ta có chuyện xưa. Quả nhiên, Nguyên Vô Thường dừng một chút rồi nói tiếp, tất cả đều chết. Huynh đệ tốt nhất của ta, con ta, những người ta quen và không quen, tất cả đều chết bên trong. Trong Chu Ma Thiên Trận, cuối cùng là ông trời đã giúp ta sống tiếp. Mấy trăm người cùng vào Vô Gian Cốc, đến khi đến Chu Ma Thiên Trận thì chỉ có 98 người đi vào. Lão Phu có thể sống tiếp, là vì ta sợ chết, ta đã dừng bước, không đi cứu người, ta đào ngũ, không bước vào tầng thứ hai của Chu Ma Thiên Trận. Năm đó ta trơ mắt nhìn bọn họ biến mất trước mắt mình, biến mất trong biển hoa phía trước. Có người trực tiếp biến mất trong không khí, có người bị bóng đen nuốt chửng, có người tan biến thành một đống xương trắng, có người bị sinh vật quái dị cắn nuốt. Ta sợ, vậy nên sau khi đi vào tầng thứ nhất ta đã dừng lại, quay người bỏ chạy, chạy suốt 300 năm cuối cùng cũng có ngày chạy ra ngoài, nhưng tất cả bọn họ đều biến mất trong tầng thứ hai. Vạn năm trước ta mới chính là kẻ đáng chết nhất. Các đạo hữu, con ta, Nguyên Vô Thường ta xin lỗi mọi người, không thể đồng sinh cộng tử, hôm nay đến đây chuộc tội. Vạn năm trước ta không thể thoát khỏi bóng ma tâm lý, không vượt qua được nỗi sợ trong lòng. Bây giờ ta đến tìm mọi người. Nói xong lời này, Nguyên Vô Thường òa khóc không thành tiếng. Dương Bách Xuyên nghe Nguyên Vô Thường nói xong có chút giật mình, mặc dù ông ta nói năng lộn xộn, vô cùng khó hiểu, nhưng hắn ta cũng đã hiểu được đại khái. Ánh mắt của một người không biết nói dối, thấy Nguyên Vô Thường bật khóc nói về con và đồng đạo gì đó, Dương Bách Xuyên biết ông ta không gạt hắn, cảm xúc và ánh mắt là thứ không thể làm giả được. Ông ta luôn miệng nhắc tới vạn năm trước, lúc mới vào Vô Gian Cốc, Nguyên Vô Thường còn nói nếu không phải vì vậy, thì ông ta đã sớm phi thăng lên tiên giới rồi. Xem ra ông ta thật sự là một lão bất tử đã sống cả vạn năm. Theo lời ông ta, vạn năm trước ông ta đã từng đến đây. Nhưng hình như ông ta đã bỏ trốn, nói mình mới là người nên chết từ vạn năm trước, còn con và đồng đạo bằng hữu của ông ta đều đã mắc kẹt trong Chu Ma Thiên Trận ở Vô Gian Cốc mãi mãi cho đến chết, chỉ có ông ta là may mắn sống sót, nhưng ông ta sợ chết nên đã không bước vào tầng thứ hai của Chu Ma Thiên Trận. Nghe có vẻ như Nguyên Vô Thường đến đây để chuộc tội chứ không phải để kiếm linh thạch. Điều này khiến Dương Bách Xuyên nghi hoặc trong lòng. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Vô Thường, Dương Bách Xuyên đã cảm thấy lão gia hỏa này tính tình kỳ quái, một tu sĩ đại thừa viên mãn lẽ ra không nên kiêu ngạo như vậy mới đúng. Trong số những người phi thăng cảnh mà Dương Bách Xuyên đã từng giết cũng không có ai kiêu ngạo như Nguyên Vô Thường,
nhưng lão bất tử này lại kiêu ngạo như vậy. Bây giờ xem ra Nguyên Vô Thường không chỉ có cơ sở để kiêu ngạo, hơn nữa còn là lão quái vật, nếu ông ta thực sự tu luyện vạn năm thì bây giờ quả thực đã phi thăng lên tiên giới từ lâu rồi. Nhưng bây giờ ông ta chỉ mới tới đại thừa viên mãn. Nghe ông ta nói trong nước mắt, Dương Bách Xuyên đột nhiên hiểu ra nguyên nhân vì sao lão gia hỏa này lại mắc kẹt ở đại thừa. Đây là do tâm trạng có vấn đề, hay nói cách khác là do trong lòng có chướng ngại nên không thể vượt qua được. Một lát sau, Nguyên Vô Thường vừa phát tiết xong, cảm xúc dường như đã bình tĩnh lại, mới nhìn Dương Bách Xuyên, hít sâu một hơi nói, để thánh chủ chê cười rồi. Dương Bách Xuyên lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm, hắn cảm thấy Nguyên Vô Thường lúc này càng chân thật hơn, có lẽ trước kia lão gia hỏa này đều sống trong một cái vỏ bọc. Sau đó Nguyên Vô Thường giơ tay chỉ về phía trước nói, Dương Thánh Chủ nhìn kỹ xem, thật ra bên dưới đám hoa cỏ này đều có ký hiệu của trận pháp, theo thời gian đã bị đất che phủ, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể nhìn ra một số dấu vết từ cây cỏ. Cho nên nếu đi sai một bước thì sẽ vạn kiếp bất phục. Đương nhiên đây chỉ mới là tầng thứ nhất của Chu Ma Thiên Trận. Chu Ma Thiên Trận chia làm 3 tầng, vạn năm trước bọn họ đã ngã xuống và biến mất ở tầng thứ 2, nhưng ta đã không bước vào tầng thứ 2, ta sợ nên đã bỏ trốn, phản bội lại lời hứa đồng sinh cộng tử. Sau này tuy đã sống sót, cũng đã thoát khỏi Chu Ma Thiên Trận, nhưng mấy năm nay ta đều sống trong sự dày vò, mọi chuyện xảy ra ở đây đều hiện lên trong tâm trí ta mỗi ngày. Thật ra ta biết đây chính là chướng ngại trong lòng, khiến ta không thể đột phá trong suốt vạn năm qua, lần này ngài đến đây đối với ta mà nói quả thực là một cơ hội, nếu không thể thoát khỏi bóng ma năm đó, không vượt qua chướng ngại thì chờ đợi ta cũng chỉ có con đường chết. Dương Bách Xuyên nghe vậy khó chịu nói, vậy nên lão già ngươi lừa lấy linh thạch của ta chỉ là tiện tay làm mà thôi, cho dù ta không đưa ngươi linh thạch ngươi cũng sẽ trở về vô gian cốc, đột phá nút thắt trong lòng. Cũng đúng, nhưng cũng không đúng. Nguyên Vô Thường thừa nhận, nhưng sau đó lại không chắc chắn nói, đúng, là bởi vì ta biết nếu ngài không xuất hiện thì sớm muộn gì ta cũng phải quay lại vô gian cốc, nhưng không phải lúc này. Mà sự xuất hiện của ngài đã cho ta một lý do gượng ép là kiếm được 100 vạn linh thạch, cũng là một lý do để giải nút thắt trong lòng. Đương nhiên, linh thạch mà thánh chủ cho ta cũng không phải uổng phí, ngài nghĩ xem, có phải nhờ có ta nên trên đường đến đây mới giúp ngài giảm bớt không ít phiền toái đúng không? Dương Bách Xuyên nghĩ lại, quả đúng là vậy, liền không nói nữa. Nguyên Vô Thường lập tức nói tiếp, ngài cũng biết vô gian cốc quỷ dị, chúng ta xem như chỉ mới đi qua tàn dư trận địa tầng thứ nhất, tầng thứ hai tiếp theo Chu Ma Tiên Trận mới là nơi nguy hiểm thật sự, cho nên linh thạch ngài cho ta cũng không phải uổng phí. Tiếp theo phải dùng lượng lớn linh thạch mới có thể tiến vào Chu Ma Thiên Trận, cho nên Dương Thánh Chủ ngài không hề lỗ chút nào đâu. Lão Phu từng nói muốn kiếm thật nhiều linh thạch để đột phá nút thắt này chính là chướng ngại trong lòng, cũng chính là vượt qua Chu Ma Thiên Trận, tu vi tự nhiên sẽ có đột phá, nếu không qua được thì đó là số mệnh của ta, lẽ ra ta nên chết ở đây từ vạn năm trước, bây giờ nếu không vượt qua được thì cũng không sao. Dương Thánh Chủ muốn tìm nữ nhân của mình cũng không còn lựa chọn nào khác, ở khu vực tàn trận đầu tiên không tìm thấy người nào, cũng không thấy xác chết nào. Chứng minh trong số nữ nhân của ngài có một người rất có bản lĩnh, rất có thể đã tiến vào Chu Ma Thiên Trận. Ta nói rồi, Chu Ma Thiên Trận bao gồm những trận pháp khác nhau, có nhiều sát trận nhưng cũng có nhiều không gian trận và truyền tống trận. Nếu mấy nữ nhân của ngài may mắn, có thể đã tiến vào một trận pháp không có lực sát thương, hoặc cũng có thể đã tiến vào truyền tống trận không gian trận gì đó, có cơ hội sống sót. Thế nào, Dương Thánh Chủ, ngài có dám tiến vào không? Ta đột phá chướng ngại trong lòng, ngài tìm thấy nữ nhân của ngài, chúng ta coi như có được thứ mình muốn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Bách Xuyên nheo mắt, bị lão bất tử này thuyết phục, hắn thật sự muốn tiến vào Chu Ma Thiên Trận, mấy nữ nhân kia đã vào vô gian cốc, nhưng hắn và Nguyên Vô Thường đi suốt một đường cũng không phát hiện tung tích hay dấu vết gì. Thật ra không có tin tức gì cũng tốt, chứng minh bọn họ vẫn còn hy vọng sống sót. Hắn đột nhiên cảm thấy điều này rất có thể, bởi vì hắn nghĩ tới bộ thanh mai, lúc trước bộ thanh mai bị ma tôn phá hủy cơ thể, nguyên thần bị nhốt vào ma sát trụ, sau đó được hắn cứu ra, giúp bộ thanh mai tu luyện quỷ đạo. Sức mạnh hấp thu khi tu luyện quỷ đạo chính là khí âm sát, nói không chừng sau khi bọn họ vào vô gian cốc, bộ thanh mai có thể phát huy sức mạnh, bọn họ có thể vẫn còn hy vọng, giống như lời Nguyên Vô Thường nói,
có thể tiến vào Chu Ma Thiên trận tầng thứ hai rồi bị nhốt trong trận pháp nào đó. Cho nên hắn không còn lựa chọn nào khác, dù Chu Ma Thiên trận này là núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ thì hắn cũng phải đi vào. Mấu chốt là điểm yếu của hắn đã bị Nguyên Vô Thường vạch trần, còn có ý lợi dụng hắn, điều này khiến cho Dương Bách Xuyên vô cùng khó chịu. Nghe thấy Nguyên Vô Thường nói vậy, Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng nói, xóa bỏ 70 vạn linh thạch còn lại. Ha ha, được thôi. Nguyên Vô Thường sảng khoái đồng ý, không hề nghĩ ngợi, thật ra đối với ông ta mà nói, có thể lấy được 45 vạn linh thạch thượng phẩm từ tay Dương Bách Xuyên đã lời lắm rồi, còn 70 vạn linh thạch còn lại chỉ là một cái cớ để thuyết phục bản thân vào Vô Gian Cốc mà thôi, sau khi đã đạt được mục đích thì bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Sau khi thật sự tiến vào Chu Ma Thiên Trận, Nguyên Vô Thường không chắc mình có thể sống sót hay không, có thêm linh thạch cũng vô dụng mà thôi. Đến lúc này, ông ta đã chuẩn bị tinh thần xong xuôi. Ông ta cũng biết rằng Dương Bách Xuyên đã đồng ý tiến vào Chu Ma Thiên Trận rồi, Nguyên Vô Thường cũng cần người giúp đỡ. Mà bắt đầu từ lúc xem hắn đối phó Ma Linh, thực lực và sức mạnh của Dương Bách Xuyên chính là một sự giúp đỡ to lớn đối với ông ta. Đừng nói là 70 vạn linh thạch chưa lấy được, dù là 100 vạn cũng không cần, sự giúp đỡ của Dương Bách Xuyên còn đáng giá hơn 100 vạn linh thạch. Mặc dù ta cảm thấy ngươi rất không đáng tin, khó để khiến người ta tin tưởng, nhưng có một điều ngươi nói rất đúng, mục đích chúng ta tiến vào Chu Ma Thiên Trận giống nhau, nên ta hy vọng tiếp theo chúng ta có thể tin tưởng và hợp tác một lần, cùng nhau vượt qua cái gọi là Chu Ma Thiên Trận. Ngươi phá giải được nút thắt trong lòng, ta tìm thấy nữ nhân của ta, không ai được giở trò, chỉ có vậy mới có cơ hội đột phá Chu Ma Thiên Trận. Tuy rằng Dương Bách Xuyên ta trẻ tuổi hơn ngươi, nhưng cũng biết giữ lời hứa. Hôm nay có thể nói với ngươi những lời này, xem như đã thẳng thắn và thành khẩn nhất rồi, hy vọng Nguyên Vô Thường ngươi không có chuyện khác giấu giếm ta, càng không có ý định lợi dụng ta, nếu không, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Dương Bách Xuyên không chút che giấu, nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Sau khi nói xong thì nhìn chằm chằm Nguyên Vô Thường. Mà sau khi Nguyên Vô Thường nghe Dương Bách Xuyên nói xong, hình ảnh cố nhân năm đó cùng ông ta vào Vô Gian Cốc hiện lên trong đầu. Lúc đó bọn họ cũng nói giống Dương Bách Xuyên hôm nay vậy, đáng tiếc đến cuối cùng ông ta lại bỏ trốn. Sau khi hít sâu một hơi, sắc mặt Nguyên Vô Thường ngưng trọng, vươn tay trái ra, giơ tay phải đánh vào lòng bàn tay trái một cái, một giọt tinh huyết bay ra phía trước, sau đó ông ta trịnh trọng nói, vạn năm trước chúng ta không lập ra lời thề gì cả, mọi người đều nói không rời đi. Nhưng bọn họ đều làm được, chỉ có Nguyên Vô Thường ta. Cuối cùng lại bỏ trốn. Vì thế ta mang theo gánh nặng tâm lý này suốt vạn năm, cảm giác này còn khó chịu hơn cả chết. Hôm nay Nguyên Vô Thường ta xin thề, sẽ cùng Dương Bách Xuyên ngài cắt máu ăn thề, cùng nhau tiến vào Vô Gian Cốc, cùng nhau vượt qua hoạn nạn, cùng tiến cùng lùi, tuyệt đối không bỏ trốn, chết không thay đổi, Dương Thánh Chủ có dám tin tưởng ta không phản bội ngài không? Nói xong Nguyên Vô Thường nhìn Dương Bách Xuyên, trong mắt tràn đầy nhiệt huyết mong đợi. Mà Dương Bách Xuyên nhìn thấy sự chân thành sáng ngời trong mắt lão gia hỏa này, có vẻ là rất thành thật, cũng có thể hiểu được tâm trạng của ông ta lúc này, hy vọng được người khác tin tưởng lần nữa, hoặc là nói những lời nói hiện giờ Nguyên Vô Thường thật ra là nói với cố nhân đã cùng ông ta vào Vô Gian Cốc vạn năm trước, hy vọng được người khác công nhận lần nữa. Dương Bách Xuyên nhìn thấy sự đáng thương trong mắt Nguyên Vô Thường, rất muốn nói không, nhưng vẫn không đành lòng. Dương Bách Xuyên cũng vung tay cắt qua lòng bàn tay. Một giọt máu chảy ra, nói, Dương Bách Xuyên ta hôm nay cắt máu ăn thể với Nguyên Vô Thường, đồng sinh cộng tử, cùng tiến cùng lùi, không rời không bỏ, nếu phản bội đối phương sẽ bị trời tru đất diệt. Nguyên Vô Thường, Dương Bách Xuyên ta tin tưởng ngươi. Cảm ơn, Nguyên Vô Thường hai mắt đẫm lệ, thấp giọng nói cảm ơn, sau bao nhiêu ngày đêm, ông ta ảo tưởng những người năm đó có thể nói với mình một câu, ta, chúng ta tin tưởng ngươi. Đáng tiếc đã vạn năm trôi qua. Mỗi lần tỉnh lại từ giấc mộng, trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng bọn họ nói, Nguyên Vô Thường, người thật nhu nhược, là kẻ phản bội. Dương Bách Xuyên và Nguyên Vô Thường đạt thành ước định đồng minh, cũng lập ra lời thề với thiên đạo. Sau khi hai người tuyên thề, hai giọt máu tươi hợp lại với nhau rồi lại tách ra, hóa thành hai tia sáng màu đỏ chui vào mi tâm của mỗi người. Trong nháy mắt, cả hai đã cảm nhận được lời thề có hiệu thực. Lúc này, hai người mới có thể tin tưởng lẫn nhau. Dương Bách Xuyên hỏi Nguyên Vô Thường, tiếp theo phải thế nào? Làm sao để tiến vào Chu Ma Thiên Trận? Vạn năm trước,
chúng ta đã dùng máu tươi để tìm ra được một con đường tiến vào, hy vọng hiện tại vẫn có thể dùng, đi thôi, cho dù thế nào thì ta vẫn có thể ứng phó với tầng đầu tiên của khu vực trận pháp. Vừa nói, Nguyên Vô Thường vừa dẫn đầu đi về phía trước. Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long theo sát phía sau. Dẫm lên hoa cỏ rồi rào sức sống, mềm mại rất thoải mái, cũng rất chân thật, nhưng theo lời Nguyên Vô Thường nói nơi này mới là một bước thiên đường một bước địa ngục, cho nên phải hết sức cẩn thận. Trong lúc di chuyển, Dương Bách Xuyên phát hiện có thể theo dõi được quỹ đạo sinh trưởng và phát triển của những hoa cỏ này, giống như đã được lên kế hoạch từ trước. Thật ra, phía dưới thảm hoa cỏ này là chữ khắc trận pháp, hiện tại đã bị hoa cỏ che lấp, không một ai có thể nhìn rõ, nếu dẫm sai sẽ kích hoạt trận pháp, gặp phải truyền tống trận thì còn đỡ, nhưng nếu là sát trận thì phiền phức to rồi. Cũng may có Nguyên Vô Thường từng có kinh nghiệm đi qua nơi này, vậy họ mới tránh được những vấn đề này. Ít nhất cũng có sự chuẩn bị. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên cũng biết Nguyên Vô Thường nắm chắc 100%. Đây cũng là lý do Dương Bách Xuyên đồng ý uống máu ăn thề với Nguyên Vô Thường, chỉ khi hai người đồng tâm hiệp lực mới càng tự tin bước vào chu sát thiên trận. Ngay từ đầu Nguyên Vô Thường đã cẩn thận từng ly từng tí dẫn đường, mỗi một bước chân đều nơm nớp lo sợ, Dương Bách Xuyên đi theo bước chân của Nguyên Vô Thường, tiến về phía trước. Sau một canh giờ trôi qua, hai người đi được chừng 50-60 dặm, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ở một khoảnh khắc, Nguyên Vô Thường đột nhiên dừng lại. Dương Bách Xuyên đi sát ở phía sau suýt chút nữa đã đâm vào người. Nguyên lão đầu, sao không đi nữa vậy? Dương Bách Xuyên hỏi, hắn cũng không phát hiện ra chỗ nào khác lạ. Nguyên Vô Thường nói, hình như chúng ta đi sai đường. Nghe giọng Nguyên Vô Thường như đang run rẩy. Sai thì quay lại hoặc đổi đường khác thôi, sao vẻ mặt của ông lại nghiêm trọng vậy? Dương Bách Xuyên thuận miệng nói. Nguyên Vô Thường dở khóc dở cười nói. Nếu có thể quay đầu hoặc đổi đường khác thì hay rồi, quan trọng là một khi tiến vào chu sát thiên trận thì không quay đầu, nếu bước ngược lại thì sẽ kích hoạt trận pháp, quỷ mới biết sẽ kích hoạt loại trận pháp nào, nếu là sát trận thì sao? Ặc, vậy ông nói xem phải làm thế nào? Nghe Nguyên Vô Thường nói xong, Dương Bách Xuyên cũng không có ý kiến, chủ yếu là bởi vì hắn căn bản không quen thuộc nơi này. Hơn nữa càn khôn nhãn và thần thức của hắn cũng không phát hiện ra chỗ bất thường. Bây giờ chỉ có thể dựa vào vận may, tiếp tục đi về phía trước, vạn năm trước ta tới đây cũng đi theo con đường này, thời gian quá lâu đã có nhiều chỗ bị sai lệch, hiện tại điều mà ta lo lắng là, nếu tiếp tục đi thì con đường phía trước sẽ rất xa lạ với chúng ta, dù sao thì cũng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Nói xong, Nguyên Vô Thường thở dài, nhớ trước kia bọn họ cũng mò đá qua sông, không có kinh nghiệm, dùng máu của đồng đội mới đổi được con đường xuyên thẳng qua tầng thứ nhất của trận địa. Nhưng hiện tại thời gian quá lâu, hơn nữa trải qua bao nhiêu năm tháng, hoàn cảnh nơi này còn có thảm thực vật sinh trưởng, hoàn toàn che giấu dấu vết năm đó. Nếu tiếp tục đi về phía trước, rất có thể sẽ kích hoạt trận pháp, sau đó ông và Dương Bách Xuyên sẽ rơi vào liên tiếp những trận pháp cổ xưa, không có năng lực phá trận thì sẽ lặp tuần hoàn vô hạn, thậm chí là chết trong sát trận. Đương nhiên chủ yếu là phải dựa vào thực lực và thủ đoạn của bản thân, nếu tu vi cao. Nhiều bản lĩnh thì vẫn có thể đối phó với tầng đầu tiên của trận pháp. Tầng đầu của chu sát thiên trận thì còn dễ, nếu sau khi tiến vào khu vực trận pháp tầng thứ hai, Nguyên Vô Thường quả thật là không có cách. Nhưng mà hiện tại, quay đầu là không thể, lúc này chỉ có thể nhắm mắt đi tiếp, mong là không va phải đại trận. Nơi này được xưng là chu ma thiên trận, các trận pháp được móc nối liên quan tới nhau, nếu đụng phải một trận pháp thì nghìn trận còn lại sẽ được kích hoạt theo. Trong lòng Nguyên Vô Thường quả thật là có bóng ma đối với chu ma thiên trận. Nhìn vẻ mặt liên tục thay đổi của Nguyên Vô Thường, Dương Bách Xuyên nói, Nguyên lão đầu, nhìn dáng vẻ của ông cũng chẳng đưa ra được quyết định gì, trạng thái kém như vậy thì vận may cũng chẳng được tới đâu, ông tránh ra, tiếp theo để ta dẫn đường. Dù sao cũng phải dựa vào may mắn, vậy thì để ta thử xem, từ trước tới giờ vận may của ta cũng không tệ, biết đâu để ta dẫn đường. Chúng ta lại vào thẳng tầng thứ hai mà không kích hoạt bất cứ trận pháp nào, ha ha ha. Sau khi nhìn ra tâm trạng không ổn định của Nguyên Vô Thường, cố ý trêu chọc để hắn dẫn đường, cười lớn để làm dịu áp lực tâm lý của Nguyên Vô Thường. Hắn biết một khi cả hai đều áp lực thì sẽ rối loạn, tới khi thật sự kích hoạt phải trận pháp nào đó, tâm trạng hỏng bét cũng không nghĩ ra được cách gì để đối phó. Vậy chi bằng để hắn dẫn đường, Nguyên Vô Thường đi phía sau áp trận. Tốt xấu gì lão già này cũng từng đi qua nơi này,
gặp phải sự cố gì cũng có thể xử lý được. Được, được thôi, vậy ngươi thử xem. Nguyên Vô Thường biết tâm trạng của mình không ổn định sau khi tiến vào nơi này, bây giờ cũng không đưa ra được phán đoán gì hay ho, chỉ bằng để Dương Bách Xuyên thử vận may. Cho dù đi sai cũng không sao, trước sau gì đều phải đối mặt, ông đi theo sau áo trận cũng được, nhiều năm trôi qua, thật ra trong tiềm thức ông vẫn làm công tác chuẩn bị để tới Vô Gian Cốc, cũng không phải không có cách để ứng phó. Dương Bách Xuyên làm tròn bổn phận, trực tiếp lướt qua Nguyên Vô Thường, đi thẳng về phía trước, hắn nghĩ dù sao đây cũng là một trận pháp còn sót lại từ thời cổ đại, trải qua biết bao nhiêu năm tháng, cho dù cái gọi là Chu Ma Thiên Sát còn có thể hoạt động thì uy lực cũng sẽ không quá lớn. Tu chân tới bây giờ, có lần nào hắn mà không mạo hiểm? Không phải chỉ là trận pháp thôi sao? Có thể lợi hại bao nhiêu, hơn nữa đây là trận pháp không có người điều khiển, uy lực có mạnh tới đâu cũng sẽ có giới hạn. Thử vận may xem sao, chưa chắc đã va phải trận pháp, Dương Bách Xuyên tự cảm thấy vận khí của mình tốt, không kém tới mức như vậy. Nhưng ngay sau khi hắn bước lên thì đã lập tức cảm nhận được điều bất thường. Mẹ nó, Nguyên lão đầu, ta đây thật là may mắn. Dương Bách Xuyên la to, đột nhiên hắn vung tay đánh ra hai chưởng đầy chân nguyên về phía trước. Vốn dĩ còn cho là vận may của bản thân không tệ, ai ngờ lại ngược lại, hắn vừa đi được một bước thì đã kích hoạt trận pháp, hơn nữa còn là sát trận tấn công. Vừa đặt chân xuống đã cảm thấy có gì đó không ổn, căn bản không nhìn rõ được là thứ gì, chỉ phản ứng tay theo bản năng, đánh ra hai chưởng. Ầm ầm. Trong tiếng gầm vang, hai chưởng Dương Bách Xuyên va chạm tới một sức mạnh khổng lồ, phát ra tiếng nổ. Lúc này hắn mới nhìn thấy hai băng nhũ rất thô, dài hơn 3 mét, to chừng bằng bắp đùi đang xông về phía mình. May mà đã bị vỡ tung trong tiếng nổ vang. Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, băng nhũ xuất hiện giữa không trung cũng không quá mạnh, hắn đánh ra hai chưởng đã có thể hóa giải. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng hoàn toàn thay đổi, hắn và Nguyên Vô Thường xuất hiện ở một nơi lập lòe ánh sáng bạc, đây là một thế giới đóng băng. Lúc trước là thế giới hoa cỏ, ánh nắng tươi sáng hoàn toàn biến mất, trong lòng Dương Bách Xuyên cười khổ, hắn biết mình đã kích hoạt trận pháp, vận khí của bản thân đúng là thảm. Ít nhất Nguyên Vô Thường dẫn đường còn đi được mấy chục dặm, hắn dẫn đường mới được một bước. Băng nhũ đầy trời đang lao về phía họ. Đừng xứng người ra đó, nhanh phòng ngự. Tiếng hét to của Nguyên Vô Thường vang bên tai. A, ồ, Dương Bách Xuyên hoàn hồn, hắn vung kiếm đồ long, đối mặt với băng nhũ khổng lồ rơi xuống như mưa trên đỉnh đầu, hắn quơ kiếm đồ long như gió thổi không lọt. Phút phút phút, keng keng keng. Kiếm khí tung hoành, chặt vỡ nát những băng nhũ đang lao về phía hắn và Nguyên Vô Thường. Lúc này, Nguyên Vô Thường núp sau lưng Dương Bách Xuyên, ông cũng không nhàn rỗi vung tay lên một lượng lớn linh thạch không ngừng bay ra, tản ra khắp nơi bao xung quanh hai người. Dương Bách Xuyên thấy vậy thì nói, Nguyên lão đầu, lúc này ông bày trận pháp phòng ngự thì có tác dụng gì, một mình ta phòng ngự là được rồi, ông nghĩ cách phá trận đi. Tiểu tử ngươi đừng có ồn ào, lão phu hiểu rõ hơn ngươi, đỡ đòn trước, lão phu bày trận pháp là có lý do, còn nói vận khí của mình tốt, vận may của ngươi cũng đỏ thật đấy. Nguyên Vô Thường khinh bỉ Dương Bách Xuyên, tay cũng không dừng lại, từng viên linh thạch bay ra, miệt mài bày binh bố trận. Nguyên Vô Thường miệt mài bày trận, Dương Bách Xuyên vung kiếm đồ long đánh tát tất cả băng nhũ, bảo vệ hai người. Hắn cũng không thúc giục Nguyên Vô Thường, chắc là lão già này có phương pháp riêng. Mặt khác, uy lực của những băng nhũ này cũng không lớn, hắn có thể đối phó được. Một bước của hắn đã kích hoạt sát trận băng nhũ, may mà uy lực không mạnh, nếu không thì phiền to rồi. Mặc dù uy lực của trận pháp băng nhũ này không quá lớn, nhưng phiền phức là băng nhũ trên bầu trời không ngừng tấn công về phía bên này, nếu kéo dài thời gian thì sẽ hao tổn rất nhiều chân nguyên. Vậy nên hiện tại Dương Bách Xuyên phải trông cậy vào Nguyên Vô Thường rồi, lão già này đã nói nếu giải linh thạch xung quanh là có lý do, vậy hẳn là có chuẩn bị. Quả nhiên, khoảng chừng 5 phút sau, Nguyên Vô Thường bỗng hét lớn, phiên thiên địa phúc, càn khôn nghịch chuyển, lên cho ta. Mặc dù Dương Bách Xuyên không quay đầu nhìn nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, sau khi Nguyên Vô Thường hô lên, trời đất xung quanh bắt đầu thay đổi, giống như hai luồng không khí nghịch chuyển va chạm. Ngay sau đó là rung chuyển kịch liệt. Ầm ầm ầm. Lúc này, Dương Bách Xuyên cảm nhận được dao động cực lớn. Hắn cảm thấy trong không gian đất trời tỏa ra ánh sáng vô cùng chói mắt.
Cảnh tượng quỷ dị là, lúc này băng nhũ trên bầu trời dừng lại giống như biến mất vào như không. Ngay sau đó hắn cảm nhận được lực lượng không gian cuốn lấy mình. Bị ánh sáng chói mắt và rung chuyển kịch liệt, Dương Bách Xuyên nhắm mắt theo bản năng. Trạng thái này kéo dài khoảng chừng 10 giây, mọi thứ mới yên tĩnh lại. Nhưng ngay sau đó, bên tai hắn vang lên giọng nói vội vàng của Nguyên Vô Thường, Dương Thánh Chủ, chuẩn bị phòng ngự. Dương Bách Xuyên nghe được giọng điệu gấp gáp của Nguyên Vô Thường, hắn gần như vung kiếm theo bản năng, kiếm khí tung hoành hơn 10 trượng, bảo vệ hắn và Nguyên Vô Thường ở phía sau. Lúc này, Dương Bách Xuyên mở hai mắt, đồng thời cũng cảm nhận được nhiệt độ cực cao đang ập tới. Lúc này hắn mới nhìn thấy trên bầu trời, từng quả cầu lửa to chừng nắm tay đang không ngừng lao xuống. Mí mắt Dương Bách Xuyên giật giật, hắn mắng, lão đầu, cái quái gì vậy? Vừa thoát khỏi trận pháp băng nhũ, giờ lại tiến vào thế giới quả cầu lửa. Còn có thể là chuyện gì nữa, lão phu tốn 10 vạn linh thạch thượng phẩm, bày trận pháp nghịch chuyển, mở một con đường trong trận pháp băng nhũ. Lúc trước đã nói rồi, nơi này là Chu Ma Thiên Sát, một khi kích hoạt một trận pháp thì tất cả các trận pháp sẽ liên kết với nhau, chúng ta thoát ra khỏi một trận pháp thì sẽ tiến vào một trận pháp khác, vòng tuần hoàn sẽ tiếp tục như vậy. Chỉ là hình như vận may của ngươi rất thối, vừa ra khỏi trận pháp băng nhũ đã rơi vào trận pháp cầu lửa, những thứ này đều là sát trận, không biết còn bao nhiêu sát trận đang chờ đợi chúng ta. Ngươi đừng phân tâm, làm tốt phòng ngự, lão phu tiếp tục phá trận, chỉ mong lần sau vận may của chúng ta sẽ tốt hơn chút, đừng gặp phải sát trận tấn công, nếu không chỉ cuối cùng chỉ có con đường chết. Cũng may là trải qua thời gian dài, công kích của những trận pháp này cũng đã yếu đi nhiều. Nếu không chỉ cần trận pháp băng nhũ thôi cũng đủ cho chúng ta đi đời rồi. Nguyên Vô Thường vừa nói, linh thạch thượng phẩm trong tay lại bay ra. Theo như ông nói thì đây là dùng trận phá trận, hơn nữa phương pháp phá trận này rất tốn linh thạch, muốn phá giải một trận pháp phải mất 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Không biết bây giờ trong tay Nguyên Vô Thường còn bao nhiêu linh thạch, nếu như linh thạch không đủ mà bọn họ cứ xuyên qua sát trận thế này thì khi đó sẽ thật sự xong đời. Hiện tại, Dương Bách Xuyên đã hiểu chút ít, hắn và Nguyên Vô Thường quả thật phải thử vận may, ra được trận pháp này sẽ lập tức tiến vào một trận pháp khác, nếu như tất cả đều là sát trận, sớm muộn gì cũng đi tong. Cách duy nhất có thể dừng lại là tiến vào trong trận pháp vây nhốt hoặc là truyền tống trận, như vậy thì mới tránh được công kích của sát trận. Dù sao thì ai mà biết được tiếp theo sẽ là trận pháp gì? Chấm. Tốn 10 vạn linh thạch để phá hủy trận pháp cầu lửa. Cuối cùng cũng thoát được, nhưng hai người lại tiến vào một sát trận khác. Cứ tiếp tục chu kỳ như vậy mà không có dấu hiệu dừng lại. Dương Bách Xuyên phụ trách phòng ngự, Nguyên Vô Thường phụ trách phá trận, hai người không ngừng xuyên qua từng trận pháp. Chỉ là vận khí không tốt, xuyên qua liên tiếp 7 trận pháp, tất cả đều gặp phải sát trận tấn công. Nếu không phải chân nguyên trong cơ thể Dương Bách Xuyên mạnh hơn người khác, hơn nữa cũng có mánh khóe. Cộng thêm Nguyên Vô Thường quả thật có chút tài năng phá trận, trên người cũng mang theo lượng lớn linh thạch tích lũy qua nhiều năm thì hai người cũng không xuyên qua được nhiều trận pháp như vậy. Xuyên qua xuyên lại đã phá được 7 trận pháp và tiêu tốn 70 vạn linh thạch. 3 tháng đã trôi qua, lúc này không chỉ có Dương Bách Xuyên âm thầm kêu khổ, pháp lực trong cơ thể sắp hao hết, ngay cả Nguyên Vô Thường cũng không ngừng cảm thấy đau nhức, nói là linh thạch sắp cạn kiệt. Cố gắng chịu đựng. Chúng ta đã xuyên qua 7 đại trận, đây là cái thứ 8, sau khi phá bỏ được trận pháp này, lão phu tin là sát trận sẽ dừng lại. Nguyên Vô Thường trấn an Dương Bách Xuyên, đồng thời cũng an ủi chính mình. Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt nói, Nguyên lão đầu, đừng có nói nhảm nữa, ông nói những lời này mấy lần rồi, phá trong trận pháp này lại tiến vào trận pháp khác, mẹ nó đều là sát trận, ông làm nhanh lên, chân nguyên trong cơ thể ta không phải vô hạn. Trong lúc mắng chửi, Dương Bách Xuyên vung kiếm đồ long ngăn cản gió sắc như dao, trận pháp thứ 8 mà bọn họ tiến vào chính là phong nhận sát trận, đối phó có hơi tốn sức. Trán Nguyên Vô Thường đổ mồ hôi, sao ông lại không biết tình trạng hiện tại của mình và Dương Bách Xuyên? Linh thạch trong tay không ngừng bay đi. Một khoảnh khắc nào đó, Nguyên Vô Thường lần nữa nghịch chuyển trận pháp, tiêu hao lượng lớn linh thạch cực phẩm, phá vỡ phong nhận trận pháp. Một cảm giác quen thuộc ập đến, nhưng vẫn chóng mặt như cũ. Dương Bách Xuyên nắm chặt kiếm đồ long trong tay để ứng phó với sự thay đổi đột ngột của trận pháp.
Khi cảm nhận được xung quanh đã ổn định, lần đầu tiên Dương Bách Xuyên mở mắt ra như lâm vào đại địch, quỷ mới biết lần thứ 9 này là trận pháp gì. Nhưng mà vừa mới mở mắt, hắn lại cảm nhận được một lực lực lôi kéo khổng lồ cuốn lấy, tầm mắt của hắn là một mảng đen tối. Chưa kịp hỏi Nguyên Vô Thường xem xảy ra chuyện gì, giây sau hắn liền cảm nhận được trên người như bị đè ép, cơ thể bỗng nhiên bị siết chặt, không như bị người khổng lồ xé toạc cơ thể, khiến hắn không nhịn mà kêu đau. Nguyên thần cảm nhận được từng đợt vặn vẹo, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, mí mắt nặng nề, hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Trước khi mất đi ý thức, Dương Bách Xuyên cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết của Nguyên Vô Thường. Điều này không khỏi khiến hắn buông lỏng. Chấm. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu. Khi Dương Bách Xuyên có ý thức lần nữa, mở mắt ra thì phát hiện toàn thân đau nhức. Cũng chính cơn đau này đã làm hắn tỉnh táo. Lúc này mới nhớ lại chuyện vừa nãy, sau khi hắn và Nguyên Vô Thường phá trận pháp thứ 8, bọn họ lại rơi vào một trận pháp khác, sau đó bị một lực hút khổng lồ kéo vào rồi mất đi ý thức. Sau khi tư duy trở nên rõ ràng, Dương Bách Xuyên vội vàng vận công kiểm tra cơ thể. Phù! Ngay sau đó, hắn phát hiện chân nguyên vẫn bình thường, nhưng bên trong cơ thể gần như trống không, chân nguyên đã cạn kiệt. May mà cũng không có vấn đề gì lớn. Hắn lấy ra một quả linh đào để dùng, sau khi phục hồi được ít chân nguyên, Dương Bách Xuyên mới cảm thấy toàn thân có khí lực. Hắn cố gắng đứng dậy nhưng lại thấy mình đang ở trong một cái hố lớn. Hơn nữa cái hố hình chữ đại này giống như được làm riêng cho hắn vậy. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, cái hố to này là do cơ thể hắn tạo ra, giống như hắn rơi từ độ cao vạn mét rồi lao thẳng xuống lòng đất hơn 10 mét. Dương Bách Xuyên dùng lực bay vút lên. Bịch. Dương Bách Xuyên bay ra khỏi hố lớn rồi nhảy lên mặt đất. Lúc này hắn nhìn xung quanh, phát hiện cách mình mấy chục mét có một cái hố lớn hình người, không cần hỏi cũng biết đó là Nguyên Vô Thường. Không sốt ruột đi qua xem Nguyên Vô Thường, hắn không chết thì Nguyên Vô Thường cũng sẽ không chết. Dương Bách Xuyên đánh giá vị trí, hắn phát hiện mình đang ở một thế giới non xanh nước biếc, cách đó không xa có một con sông lớn. Nơi mà hắn và Nguyên Vô Thường rơi xuống chính là bãi cỏ bên bờ sông. Nơi này có ánh mặt trời, có núi có nước, dưới chân bụi cỏ còn có cả côn trùng. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên lại phát hiện vấn đề thứ hai, nơi này không hề có linh khí của đất trời, thần thức cũng không phóng ra được, cho dù là thông qua không gian hắc ám cũng không thể. Ở chỗ này ngoại trừ có thể dùng công pháp thì những thứ khác đều không thể sử dụng, hoàn cảnh nơi này rất giống trái đất. Nhưng lại không có lấy một tia linh khí nào, cho dù là ma sát cũng không. Nhưng tuyệt đối cũng không phải trái đất, quê hương hắn linh khí không hùng hậu nhưng không phải là không có. Nơi này một chút cũng không. Dương Bách Xuyên biết có lẽ nơi này là một trận pháp, không phải thế giới hiện thực, nếu thời gian kéo dài mà không có linh khí của đất trời, tu vi có cao tới đâu thì cũng phế bỏ, chỉ có thể tồn tại như một người bình thường. Đúng lúc này phía sau vang lên giọng nói của Nguyên Vô Thường. Nơi này hẳn là khốn trận, nhưng chắc chắn không phải khốn trận bình thường, năm đó ta đã được lĩnh giáo khốn trận ở tầng thứ nhất của Chu Ma Thiên Trận, tuyệt đối không phải như thế này. Dương Bách Xuyên tỉnh lại, Nguyên Vô Thường cũng không làm sao, lúc này bước lên nhìn làm Dương Bách Xuyên nhíu mày. Có gì khác không? Dương Bách Xuyên thấy nơi này vô cùng xa lạ, chỉ có Nguyên Vô Thường từng đến nơi này. Ta thấy vây trận đầu tiên không có hoàn cảnh như này, không có cỏ cây núi nước. Càng không có ánh mắt trời, hoàn toàn là trận pháp, hoặc xám xịt, hoặc không có ánh mặt trời. Nhưng nơi này lại có núi có nước, có ánh mắt trời, nhìn qua hoàn toàn là một tiểu thế giới, hơn nữa ngươi nhìn xem, cỏ cây núi nước ở đây đều là thật. Nói xong Nguyên Vô Thường ngồi xổm xuống rút một cọng cỏ dại lên nhìn. Ban đầu Dương Bách Xuyên tưởng ảo cảnh, nhưng nghe Nguyên Vô Thường nói vậy mới phát hiện là thật. Nhưng vậy thì sao chứ? Dương Bách Xuyên khó hiểu, tại sao Nguyên Vô Thường lại ngưng trọng như vậy? Vây trận bình thường thì ngươi có thể nghĩ cách đi ra ngoài, nhưng nếu là vây trận thiên địa như này, nếu chúng ta bị nhốt có khi sẽ vĩnh viễn không ra được. Hơn nữa nơi này không hề có linh khí, có lẽ ngươi hiểu rõ chuyện này có ý nghĩa gì? Không có linh khí thiên địa chống đỡ, nếu chúng ta bị nhốt trong một thời gian dài, chắc chắn sẽ xong đời, tu sĩ và phàm nhân khác ở chỗ ăn. Phàm nhân ăn đồ ăn để sống, tu sĩ lấy linh khí thiên địa để sống, phàm nhân không ăn cơm sẽ chết,
tu sĩ không hấp thu linh khí, tuy không chết nhanh như vậy nhưng sau khi chân nguyên trong cơ thể hao hết cũng sẽ chết. So với phàm nhân, có lẽ tu sĩ sẽ kiên trì lâu hơn chút, nhưng không có linh khí chống đỡ, chúng ta lại không ra được, có lẽ trên người chúng ta có mang theo linh thạch có thể kiên trì trăm ngàn năm, nhưng sẽ có ngày hao hết. Không có linh khí thiên địa, chúng ta không khác gì phàm nhân, nơi này không có chút linh khí nào, không có lực lượng chống đỡ, chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi đây, nếu không sẽ bị nhốt chết. Nhưng đi ra ngoài lại là một vấn đề lớn, Nguyên Vô Thường lo lắng nói. Dương Bách Xuyên nghẹn họng, nói đến cùng đây chỉ là một trận pháp thế giới, chẳng lẽ người ta liên thủ thì không mạnh mẽ phá vỡ được. Nguyên Vô Thường trợn trắng mắt, đây là thượng cổ tiên trận, quỷ biết trong không gian này có bao nhiêu trận pháp chống đỡ. Nếu dễ phá như vậy thì nó đã không phải là Chu Ma Thiên Trận của Vô Gian Cốc. Phải thử mới biết phá được hay không? Dương Bách Xuyên không tin, chỉ là một trận pháp không gian thế giới, chẳng lẽ còn cường đại hơn cả thế giới thực sự? Hắn khoanh chân ngồi xuống đất bắt đầu bổ sung chân nguyên trong cơ thể, đối với người khác, nơi này không có linh khí thiên địa khả năng sẽ chết, nhưng đối với hắn, hắn có át chủ bài, chuyện này hoàn toàn không khó khăn. Bởi vì hắn có không gian hồ càn khôn, trong không gian hồ càn khôn có một thế giới thực sự, có linh đào và nước sinh mệnh, cho nên nơi này hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn. Nuốt từng viên linh đào xuống bụng, Dương Bách Xuyên bắt đầu tích lũy chân nguyên trong cơ thể. Nguyên Vô Thường cũng ngồi xuống lấy ra linh thạch thượng phẩm bắt đầu khôi phục chân nguyên. Khi ông ta nhìn thấy Dương Bách Xuyên điên cuồng cắn nuốt linh đào chứa linh khí cường đại, không nhịn được nói, Dương Thánh Chủ, trước khi chúng ta tìm được đường ra, ta khuyên ngươi nên tiết kiệm linh quả, dùng linh thạch hoàn toàn có thể bổ sung chân nguyên trong cơ thể. Nguyên Vô Thường thấy Dương Bách Xuyên hoàn toàn có thể dùng linh thạch để khôi phục chân nguyên, dùng linh quả thuần tịnh này có chút lãng phí. Chẳng qua Nguyên Vô Thường không biết Dương Bách Xuyên có rất nhiều linh đào nên hoàn toàn không đau lòng. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, con mẹ nó nếu trên tay ta còn linh thạch thì đâu đến mức phải dùng linh quả chân quý này. Nếu không ngươi trả linh thạch lại cho ta, ta dùng linh thạch bổ sung chân nguyên. Linh thạch của ngươi dùng để đổi tin tức của ta, hơn nữa đã khấu trừ 70 vạn linh thạch của ngươi. Ngươi tiếp tục đi, liên lụy đến linh thạch, Nguyên Vô Thường lập tức thay đổi thái độ. Nếu không bị nhốt ở đây, có lẽ ông ta sẽ không do dự đưa cho Dương Bách Xuyên một ít linh thạch, nhưng bây giờ trong đây không hề có linh khí, trong tay nhiều một viên linh thạch tương đương tăng thêm một phần an toàn. Biết ngay mà, quỷ hẹp hòi. Dương Bách Xuyên mắng một tiếng, không để ý đến Nguyên Vô Thường nữa, tiếp tục hấp thu linh đào bổ sung chân nguyên trong cơ thể, hắn sẽ không nói cho ông ta mình có vô số linh đào. Một canh giờ sau, cũng không biết đã dùng bao nhiêu viên linh đào. Cuối cùng chân nguyên cũng đầy, đột nhiên Dương Bách Xuyên đứng bật dậy, nhảy lên không trung, cầm kiếm đổ long, chém ra một kiếm lên hư không. Hắn muốn phá vỡ hư không, phá vỡ không gian thế giới này đi ra ngoài. Phá không kiếm có thể chém ra một cái khe không gian ở thế giới bên ngoài, cho nên Dương Bách Xuyên không lo lắng không chém được thế giới được hình thành từ trận pháp không gian này. Hắn cũng không bảo Nguyên Vô Thường cùng ra tay nếm thử. Một kiếm của hắn cũng đủ để phá được thiên địa này. Ầm ầm ầm. Phía chân trời nổ ầm ầm. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm phía chân trời. Nhưng ngay sau đó hắn trợn tròn mắt. Sau khi chém ra một kiếm, kiếm khí biến mất trong hư không không để lại dấu vết gì, giống như bị hắc ám cắn nuốt. Đây là lần đầu tiên hắn gặp chuyện quỷ dị như này, giống như hư không trên đỉnh đầu là một hung thú đang há to miệng, đừng nói một kiếm này của hắn. Cho dù đánh ra chiêu thức cường đại gấp 10 lần cũng sẽ không xuất hiện dao động gì. Thấy chưa, ta đã bảo là vô dụng mà, chúng ta vẫn nên nghĩ cách khác đi, nếu nơi này là Chu Ma Thiên Trận, rốt cuộc cũng chỉ là trận pháp, mà trận pháp chắc chắn sẽ có sơ hở, chúng ta đi quan sát rồi tính tiếp, hiện tại ta có một suy đoán lớn mật. Nguyên Vô Thường nói. Dương Bách Xuyên có chút uể oải, suy đoán gì? Nguyên Vô Thường nói. Ta đoán có phải nơi này chính là tâm trận của Chu Ma Thiên Trận hay không? Tại sao lại nghĩ vậy? Dương Bách Xuyên hỏi. Ta nghiên cứu trận pháp chỉ đạo hơn vạn năm, không dám nói tinh thông nhưng cũng hiểu biết, chỉ cần là bố trí trận pháp hình thành không gian, chỉ có 3 loại kết quả. Đầu tiên, đây chỉ là một không gian hơi lớn một chút, sự tồn tại cứng nhắc, không có bất kỳ sự sống nào. Thứ hai sẽ hình thành một không gian tiểu thế giới.
nhưng kết giới tuyệt đối sẽ không ổn định, có thể sẽ xuất hiện núi sông, nhưng tất cả đều là ảo cảnh, chỉ có thể nói là không gian ảo cảnh của trận pháp. Loại thứ ba là trận pháp đại thừa chân chính, dùng uy lực của trận pháo diễn biến thành một tiểu thế giới chân chính, có thể sinh ra vật thật, giống với những gì chúng ta đang thấy. Nhưng nếu so sánh thì không gian nơi này quá mức ổn định, có núi có sông, thậm chí còn có vài tiểu sinh linh, nhưng chỉ không có linh khí thiên địa, chuyện này không bình thường, chứng tỏ người bày trận cố ý làm vậy để che giấu nơi này. Có lẽ người bày trận cũng không muốn sinh linh đi vào đây phát hiện bí mật che giấu, hoặc nói cách khác cho dù có người xông vào, cho dù phát hiện ra nơi này là trung tâm của Chu Ma Thiên Trận, dưới tình huống không có linh khí, cho dù đã biết cũng sẽ không có sức mạnh phá hủy nơi này. Hơn nữa nhìn núi sông nơi này, có lẽ là nguồn nước của sơn cốc, người bày trận đã lợi dụng núi sông có sẵn ở đây, dung hợp núi sông thiên địa, bày ra đại trận làm người nhìn không ra dấu vết trận pháp, gần như hoàn mỹ. Nhưng chỉ cần do người bày trận, trận pháp đều sẽ có dấu vết, cố tính nơi này lại nhìn không ra dấu vết gì, hơn nữa lúc trước sức mạnh của hai chúng ta bị lôi kéo đã động chạm đến truyền tống trận. Vô ý bị truyền tống đến đây, cho nên ta đoán nơi này chính là trung tâm của Chu Ma Thiên Trận. Dương Bách Xuyên thầm gật đầu, hắn cũng hiểu trận pháp, nhưng không thể hiểu kỹ như Nguyên Vô Thường. Sau khi nghe xong Nguyên Vô Thường phân tích, cảm thấy đúng là như vậy. Nếu nơi này chính là tâm trận, vậy có cơ hội đi ra ngoài. Sau khi hai người bàn bạc với nhau xong, thật ra cũng chưa tìm ra được cách nào, cuối cùng quyết định đi quan sát trước đã. Đúng lúc Dương Bách Xuyên và Nguyên Vô Thường đang định đi xa thì nghe thấy có tiếng động, cẩn thận nghe, hai người nhìn nhau, không hẹn cùng nói, có người. Từ lúc bước vào vô gian cốc đến nay, Dương Bách Xuyên và Nguyên Vô Thường chưa thấy ai khác cả, chỉ đụng phải bốn ma linh, tiêu diệt ba cái, một cái chạy, đều không tính là nhân loại. Hiện tại lại nghe thấy tiếng người ở đây. Hai người đều vô cùng vui vẻ. Có người nói chuyện chứng tỏ còn có những người khác. Hai người còn cho rằng động chạm đến trận pháp truyền tống gì đó nên bị truyền tống đến trong trận pháp khó có thể phá giải này, lúc này nghe thấy có người nói chuyện, tinh thần phấn chấn. Ngoại trừ hai người bọn họ còn có những người khác thì mọi chuyện dễ làm hơn nhiều, ít nhất có thể hiểu biết tình hình nơi này là tốt hay xấu, có thể đi ra hay không. Hai người lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Mặc dù nghe loáng thoáng nhưng vẫn có thể phân rõ phương hướng. Hai người đi về phía âm thanh. Rất nhanh hai người đi đến dưới chân một ngọn núi, nhưng cẩn thận nghe, dường như âm thanh vẫn còn cách xa, hình như đang ngâm sướng gì đó. Đành phải đi lên núi. Sau khi đi lên đỉnh núi, lại nghe âm thanh vẫn còn xa, cũng may phương hướng không sai. Tiếp tục đi lên, lên núi xuống núi, vượt qua một ngọn núi nhỏ, sau đó đi theo âm thanh lại leo lên núi, bọn họ nghe thấy âm thanh phát ra từ trong núi, nhưng sau khi lên núi lại cảm thấy không đúng. Sau khi vượt qua ba ngọn núi, đứng trước một sơn động, đột nhiên tầm mắt trống trải hơn, Dương Bách Xuyên và Nguyên Vô Thường nhìn thấy một chỗ bằng phẳng. Một nơi bằng phẳng bị dãy núi vần quanh, ước chừng dài khoảng 8-9 cây số, ở trung tâm là một ngọn núi thẳng tắp, nhìn giống như một cây cột chọc trời. Lúc này ngọn núi hoàn toàn là một bát quái khổng lồ. Từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy một điểm đen ở chính giữa các ngọn núi, tiếng ngâm sướng truyền đến từ đó. Có lẽ điểm đen kia chính là người. Nguyên Vô Thường hít sâu, hiện tại có thể xác định nơi này chính là mắt trận của Chu Ma Thiên Trận, có lẽ những dãy núi kia bị pháp lực cường đại rời đến đây, hình thành thế bát quái trấn áp thiên trận. Nếu lão phu không nhìn lầm, có lẽ mắt trận đang trấn áp thứ gì đó, đây là trận pháp không gian nhưng căn cơ bảy trận này mượn núi lớn làm cơ sở, dẫn động lực âm dương thiên địa, xây dựng thành trận pháp không gian thế giới, thảo nào nơi này chân thật như vậy. Diễn biến đến nay đã hoàn toàn hình thành một tiểu thế giới, đáng tiếc nghe đồn từng bị phá hư cho nên không hình thành linh khí thiên địa, thì ra lời đồn là thật. Có ma đầu muốn phá hủy một ngọn núi cho nên trận pháp không gian thế giới này không phải toàn diệt, không có linh khí thiên địa chống đỡ, hoặc nói cách khác ma đầu đã phá hủy ngọn núi trung tâm, hoàn toàn cắt đứt sự vận chuyển của mắt trận vì không cho linh khí thiên địa tràn vào trận pháp không gian thế giới này. Như vậy có lẽ ngọn núi chúng ta nhìn thấy lúc nãy đang trấn áp thứ gì đó, có lẽ ngọn núi bị hủy đi chính là nơi quan trọng duy trì mắt trận chấp áp một ngọn núi khác. Nghe Nguyên Vô Thường phân tích, Dương Bách Xuyên cũng không nhìn được líu lưỡi, hắn chưa từng nhìn thấy kiểu trận pháp được bố trí bằng cách di chuyển dãy núi, nếu không phải nghe Nguyên Vô Thường nói hắn cũng sẽ không biết.
Hơn nữa nghe Nguyên Vô Thường phân tích rất có đạo lý, nhưng nếu thật sự như vậy, hiện tại phía dưới dãy núi trung tâm kia đang trấn áp đại ma đầu đáng sợ gì đó. Hai người quan sát trận pháp trung ương một lúc lâu, sau đó Dương Bách Xuyên nói, đi thôi, dù thế nào chúng ta cũng phải lại gần nhìn, ít nhất ở nơi đó có người tồn tại, nhưng không biết sẽ là ai. Nguyên Vô Thường gật đầu, hai mắt tỏa sáng, vô cùng kích động. Trong lòng nghĩ thầm liệu điểm đen ở giữa trận pháp kia, hoặc nói cách khác là người có thể là những đồng bạn từng đi vào đây với ông ta vạn năm trước không? Cũng không phải không thể, năm đó sau khi bọn họ đi vào Chu Ma Thiên Trận, không phải tất cả đều chết ở trong sát trận, có rất nhiều người đột nhiên biến mất, nghĩ lại rất có khả năng cũng bị truyền tống vào trong trận pháp này, trận pháp nơi này không phải cố định, khả năng cao bị truyền tống đến bên trong mắt trận. Dương Bách Xuyên cũng suy nghĩ như vậy, hắn suy nghĩ liệu những người đó có phải là vợ của mình hay không. Nghĩ đến đây, hai người nhanh chóng chạy thẳng về phía mắt trận. Vài phút sau, Dương Bách Xuyên và Nguyên Vô Thường xông đến dưới trung tâm độc phong của trận bát quái, nhưng đột nhiên một tiếng nói như sấm vang lên. Ai? Lúc này Dương Bách Xuyên và Nguyên Vô Thường dừng lại. Hai người dừng cách độc phong 100 mét, lúc này mới thấy độc phong nhìn từ xa như một cây cột chọc trời, nhìn rất nhỏ, mà đi đến gần thì lại phát hiện đây là một ngọn núi khổng lồ xuyên thẳng lên tầng mây cao. Trước độc phong có một đám người. Dương Bách Xuyên tính nhẩm khoảng 2 đến 30 người, tất cả ngồi xung quanh độc phong, cách độc phong khoảng 30 mét. Trước những người đó là 3 người mặc trang phục cổ xưa đối diện với độc phong, trong tay bọn họ đều có một chiếc xích sắt thô to, trên xích sắt phủ kín khắc văn phức tạp. 3 người nối liền xích sắt giống như đang bao vây ngọn độc phong này. Dương Bách Xuyên nhìn lại, nếu đoán không sai mặt khác của độc phong vẫn còn người. Những xích sắt đó nối liền với đỉnh độc phong, giống như đang trấn áp bao vây độc phong, bọn họ đứng cách độc phong 9 mét. Những người bên ngoài thì tương đối tự do, trên người bọn họ không có xích sắt, cách độc phong khoảng 30 mét, khoanh chân ngồi dưới độc phong. Tầm mắt chỉ nhìn thấy một phần, có lẽ bên kia của độc phong vẫn còn những người khác. Những người bên ngoài không giống với những người cầm xích sắt. Đều là người, ngoại trừ một bên cầm xích sắt. Một bên không có xích sắt thì khác nhau ở cảm giác. Dương Bách Xuyên phát hiện những người này đều phát ra chân nguyên, vẫn còn sinh cơ nhưng vô cùng nhỏ yếu. Có thể xác định những người bên ngoài là người tu chân. Điều làm Dương Bách Xuyên chấn động là những người đứng bên trong tay cầm xích sắt. Hắn cảm nhận được hơi thở lực lượng vượt xa chân nguyên, hơi thở phát ra từ 3 người cầm xích sắt dày nặng như biển, vô cùng phức tạp, êm dịu, bá đạo, sạch sẽ, làm người giật mình. Vô cùng phức tạp. Trong nháy mắt trong đầu Dương Bách Xuyên hiện lên 2 chữ tiên nhân. Bởi vì nơi này là tu chân giới, lực lượng cấp bậc cao nhất là chân nguyên, trên nữa là lực lượng tán tiên chỉ cao hơn chân nguyên một chút, nhưng hắn từng tiếp xúc với tán tiên, hơi thở tuyệt đối không giống những người kia. Cho nên Dương Bách Xuyên nghĩ ngay đến tiên nhân. Những người cầm xích sắt như đang trấn áp độc phong chính là tiên nhân chân chính. Bởi vì bản thân Vô Gian Cốc là chiến trường tiên ma thời thượng cổ, có tiên nhân hạ giới hàng ma. Nơi này có tiên nhân cũng không kỳ quái. Hiện tại xem ra những người tay cầm xích sắt chính là tiên nhân, hơn nữa còn không phải tiên nhân bình thường. Những tiên nhân này tay cầm xích sắt khoanh chân ngồi phía dưới độc phong, làm cái gì cũng đã rất rõ ràng, chắc chắn đang trấn áp độc phong, hoặc nói cách khác đang trấn áp đại ma đầu bên trong độc phong. Có tiên nhân trấn ma. Còn những người bên ngoài, Dương Bách Xuyên đoán những người này ngồi bên ngoài độc phong, nếu đoán không sai, có lẽ đang giữ mạng. Trận pháp thiên địa này không có linh khí thiên địa, không có linh khí thiên địa, thọ nguyên của người tu chân có hạn, muốn giữ mạng cần phải có linh khí thiên địa. Dương Bách Xuyên cảm nhận được một lực lượng vô hình tản ra từ trên người 3 tiên nhân này, còn những người bên ngoài thì hấp thu lực lượng phát ra từ những tiên nhân kia để duy trì sinh cơ. Lúc Dương Bách Xuyên đánh giá những người này, Nguyên Vô Thường lại tiến lên, run giọng nói, mộ lão ca. Ta là Nguyên Vô Thường. Vụt. Lúc Nguyên Vô Thường nói chuyện, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt chợt tối sầm, phát hiện có một lão đầu tóc hoa râm xuất hiện. Hắn nhìn Nguyên Vô Thường chằm chằm không chớp mắt, khuôn mặt già nua hơi run rẩy, nói, Vô Thường huynh. Là ngươi thật sao? Phải, là ta đây, mộ lão ca. Nguyên Vô Thường tiến lên, nước mắt đầy mặt. Là Nguyên Vô Thường đạo hữu. Đúng thật là Vô Thường đạo hữu. Ngay sau đó lại có 8,
9 người đang vây xem lần lượt tiến lên. Dương Bách Xuyên thấy những người này hình như đều quen thân với Nguyên Vô Thường. Bây giờ, Dương Bách Xuyên đã biết bọn họ chính là những người đã chết hoặc biến mất sau khi tiến vào Vô Gian Cốc cùng Nguyên Vô Thường vạn năm trước. Năm đó, bọn họ có tận mấy trăm người tiến vào Vô Gian Cốc, ước hẹn cùng tiến cùng lùi, nhưng cuối cùng Nguyên Vô Thường lại sợ hãi, trực tiếp trốn ra ngoài, một số người khác đều biến mất hoặc đã chết ở Vô Gian Cốc. Trước khi đến, Nguyên Vô Thường cũng có nhắc tới Chu Ma Thiên Trận ở đây, không phải tất cả đều là trận pháp chu sát, còn có khốn trận v.v. Bây giờ xem ra, những người này được truyền tống vào đây, nên mới sống sót. Trong tầm mắt có thể thấy chỉ khoảng 20, 30 người, con số này đã tính cả người khác ở bên ngoài vòng, xem ra người bị nhốt ở đây không chỉ có những người bạn tán tu của Nguyên Vô Thường, mà còn có người khác. Các vị, là ta có lỗi với các ngươi. Sau khi chào hỏi với mọi người, Nguyên Vô Thường cúi đầu thật sâu bày tỏ lòng áy náy. Ông ta đã chôn lời xin lỗi này ở trong lòng cả vạn năm rồi, cuối cùng hôm nay cũng có thể nói ra. Thực ra lúc đó những người này đều từng oán hận Nguyên Vô Thường vì hành vi chạy trốn của ông ta năm đó, nhưng trong năm tháng vô tận, bọn họ đã không còn oán hận gì nữa rồi. Nếu Nguyên Vô Thường thật sự tiến vào tầng thứ hai của Chu Ma Thiên Trận với bọn họ, vậy chẳng phải năm đó ông ta hoặc là đã chết, hoặc là cũng bị nhốt ở đây vạn năm giống như bọn họ à. Ngược lại, sau khi chuyện xảy ra bọn họ đã nghĩ thông suốt, cảm thấy Nguyên Vô Thường chạy là đúng. Bọn họ là bạn bè, nên chúc phúc cho ông ta. Nhưng không ngờ Nguyên Vô Thường lại chôn chuyện này ở trong lòng, thậm chí trở thành một cái hố lớn trong lòng ông ta. Cho nên sau khi trốn tránh vạn năm, sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên khiến Nguyên Vô Thường hạ quyết tâm, cuối cùng ông ta cũng lại bước vào Vô Gian Cốc lần nữa. Quay lại nơi áy náy trong lòng hay cái hố của đạo tâm. Gặp lại những cố nhân năm đó, Nguyên Vô Thường cúi đầu xin lỗi, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn. Người dẫn đầu được Nguyên Vô Thường gọi là Mộ Lão Ca, tên là Mộ Mãn Thiên, ông ta đỡ Nguyên Vô Thường lên, nói, ngươi cần gì để trong lòng. Không có một ai trong chúng ta oán hận ngươi, ngươi không nên vào đây, nơi này vào được không ra được. Ngươi xem đi, những người xung quanh này còn có mấy người sống. Mọi người đều bị nhốt ở đây đến chết, nơi này chính là một nhà lao. Đúng vậy, người không nên đến. Đúng vậy. 9 người vây xung quanh Nguyên Vô Thường đều tiếc nuối, cười khổ. Nguyên Vô Thường lại lắc đầu, nói, đây là một phần tín ngưỡng trong lòng ta đối với các ngươi, với đại đạo của ta, nếu không đến. Ở bên ngoài, ta cũng chẳng khác gì ở nhà lao. Ai tội gì phải vậy? Thôi không nói những chuyện này nữa. Kể cho bọn ta nghe tình hình bây giờ của ngoại giới thế nào đi. Mộ Mãn Thiên hỏi. Nguyên Vô Thường hít sâu, bắt đầu kể chuyện. Dương Bách Xuyên đứng ở một góc không lên tiếng, không quấy rầy Nguyên Vô Thường và đám người Mộ Mãn Thiên. Sau khi hai bên nói chuyện xong, Nguyên Vô Thường hơi đau khổ và mong đợi hỏi Mộ Mãn Thiên, Mộ Lão Ca. Con trai của ta có ở đây không? Trong lòng ông ta áy náy, nhưng áy náy này hơn nửa vẫn là vì con trai của mình. Năm đó ông ta dẫn theo con trai xông vào Vô Gian Cốc với ông ta. Mấy người Mộ Mãn Thiên đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn Nguyên Vô Thường, nói, Vô Thường lão đệ. Bọn ta không gặp hắn, năm đó sau khi bọn ta kích động trận pháp, thực ra về cơ bản rất khó có thể ở cạnh nhau, chỗ này đều là mọi người lần lượt tiến vào. Con trai ngươi, chắc đang ở trong khốn trận khác, ngươi đừng lo lắng, chắc là hắn không sao đâu, có khi bây giờ cũng bị nhốt ở trận pháp nào đó giống chúng ta. Câu nói này của Mộ Mãn Thiên thật sự rất gò ép, nhưng lại chỉ có thể nói như vậy, không thể nói con trai ngươi có thể đã chết trong sát trận từ năm đó rồi đúng không? Có người phụ họa, đúng vậy, Nguyên Đạo Hữu, ta bị nhốt trong khốn trận khác hơn 3.000 năm mới đến được nơi này, đây chính là trận tâm của Chu Ma Thiên Trận. Ta bị nhốt 8.000 năm mới đến được đây. Ta bị nhốt 300 năm, vô tình tiến vào truyền tống không gian trận, rồi đến nơi này. Từng người đều lên tiếng an ủi Nguyên Vô Thường. Không ai oán hận Nguyên Vô Thường, dù sao với tình hình năm đó, trận pháp phóng ra chính là nghìn trận bộc phát cùng lúc, không ai lo được cho ai, có thể thoát ra ngoài coi như mạng tốt, quan trọng là sau khi bị cuốn vào trong trận pháp, muốn trốn cũng không trốn được. Nguyên Vô Thường hoàn toàn chưa tiến vào đại trận chân chính đã nhát gan rút lui, vậy nên mới không bị liên lụy, cuối cùng may mắn thoát được ra ngoài. Nói gì thì nói. Năm đó đám người Mộ Mãn Thiên thân mình còn lo chưa xong, cũng không thể để ý người khác,
cho nên bọn họ không biết tin tức của con trai ông ta, chỉ đành an ủi như vậy cũng không sai. Nghe vậy, Nguyên Vô Thường im lặng hồi lâu, cuối cùng cười khổ, nói, ta biết rồi. Thực ra ông ta có thể đoán được con trai mình là tình huống gì, năm đó nhiều người như vậy, bây giờ người còn sống lại chỉ có 9 người trước mắt, cho dù con trai nhà ông ta bị nhốt trong khốn trận gì, thời gian vạn năm trôi qua cũng là lành ít dữ nhiều. Ông ta chỉ ảo tưởng thôi. Cảm xúc của Nguyên Vô Thường sa sút một cách rõ ràng, nhưng lúc này lại vẫn chưa hỏi được tin tức có tác dụng hay vấn đề trọng điểm đối với Dương Bách Xuyên, cuối cùng hắn cũng không nhịn được, hỏi, xin hỏi các vị đạo hữu, mấy năm gần đây có người khác đến trận tâm không? Ví dụ như nữ nhân. Tất nhiên người Dương Mỗ muốn hỏi là mấy nữ nhân của hắn. Vị đạo hữu này là, Mộ Mãn Thiên nhìn về phía Nguyên Vô Thường, từ lúc bắt đầu đã phát hiện Dương Bách Xuyên đi cùng Nguyên Vô Thường, cho nên Mộ Mãn Thiên rất khách sáo với Dương Bách Xuyên. Đám người Mộ Mãn Thiên ai cũng là tu vi đại thừa cảnh, thấy Dương Bách Xuyên cũng là đại thừa cảnh trung kỳ, nên bọn họ cũng không coi thường hắn. Khí thế cao thấp giữa tu sĩ không được thể hiện ra. Trên thực tế, nếu không phải đám người Mộ Mãn Thiên bị nhốt ở đây, không hấp thụ được linh khí trời đất, khiến tu vi không gia tăng, vẫn dừng lại ở tu vi như lúc tiến vào Vô Gian Cốc, thì đừng nói là đại thừa, có khi bọn họ đều phi thăng rồi. Nhưng mà bị nhốt vạn năm, tâm cảnh của những người này lại đều đạt đến trình độ rất cao, chỉ cần bọn họ có linh khí trời đất chống đỡ, thì chắc chắn tu vi sẽ tăng vọt trong một đêm, trở thành cường giả hàng đầu. Nguyên Vô Thường chợt tỉnh ngộ, vội vàng giới thiệu, các vị, đây là nhân vật làm mưa làm gió ở tu chân giới hiện giờ, sáng lập ra Vân Môn Tiên Cảnh không hề thua kém thánh địa tu chân, Dương Bách Xuyên Dương Thánh Chủ. Trong tay hắn có mấy trăm đại yêu cấp bậc phi thăng cảnh, mấy vạn đại yêu đại thừa cảnh, mấy chục vạn môn đồ đệ tử, bây giờ đang là thế lực đứng đầu thánh địa tu chân giới. Lần này hắn tiến vào Vô Gian Cốc là để tìm bạn của hắn. Thì ra là Dương Thánh Chủ, hữu lễ. Đám người Mộ Mãn Thiên cúi chào, sau đó nói, nơi này đã hơn nghìn năm không có người đến, bây giờ người còn sống chỉ có 9 người bọn ta ở bên này, ở mặt bên kia của Độc Phong còn một số người khác của các tông môn tu chân giới. Bọn ta là tán tu, không hòa hợp với bọn họ. Cho nên bọn họ đến ở đầu bên kia Độc Phong. Bên phía bọn ta, mọi người đều là người gặp khó khăn bị nhốt ở đây, ngược lại không xảy ra xung đột gì. Còn, ngươi xem người tính tọa khác thực ra đều tọa hóa rồi, chính là vì thời gian quá dài, đạo tâm sụp đổ, tâm chết như đèn tắt. Hơn nữa, nơi này không có linh khí trời đất chống đỡ, đa số người vào đây được một thời gian đều không chịu được sự dày vò của nội tâm, cuối cùng đã tạo hóa. Từ lúc bọn ta tiến vào, thần hồn của những tiên nhân tay cầm xích sắt kia đều tiêu tan rồi, nhưng bọn họ lại là tiên nhân chân chính, tiên thể bất diệt. Bọn họ lấy thân thể làm trận, trấn áp Độc Phong, hoặc nói là trấn áp ma đầu trong Độc Phong. Bọn họ tiêu hao lực tiên thể để trấn áp ma đầu, tổng cộng có 9 đại tiên nhân thượng cổ, đây đều là người chúng ta kính trọng. Nghe vậy, cả người Dương Bách Xuyên và Nguyên Vô Thường đều chấn động, thầm nói, quả nhiên là tiên nhân chân chính. Mộ Mãn Thiên kể lại câu chuyện về nơi này, bọn họ đã bị nhốt ở đây một vạn năm, cũng đã quen biết những người đến nơi này từ trước đó và biết được chuyện này từ những người đó. Dựa theo lời Mộ Mãn Thiên nói, quả thực đây là nơi đặt tâm trận của Chu Ma Thiên Trận, toàn bộ dãy núi Bát Quái đều là tâm trận. Mà nó thực sự được sử dụng để trấn áp ma đầu. Kỳ thực, lúc trước trận Bát Quái này vốn không tồn tại, nhưng sau đó xảy ra trận đại chiến tiên ma. Trong ấy có một ma đầu đã chạy đến đây, 9 vị tiên nhân đã tiêu diệt được bản thể của nó, nhưng lại không thể tiêu diệt được ma hồn, mà họ cũng đã hao hết pháp lực, không còn cách nào khác, họ đành phải rời núi bảy trận, trấn áp ma hồn ở bên trong tâm trận. Mà nơi ma hồn đang bị phong ấn, chính là ở ngọn núi duy nhất trước mặt hắn. Ban đầu, trong tâm trận Bát Quái, có chỉ có 2 ngọn núi là âm và dương, đỉnh âm áp chế và phong ấn ma hồn. Đỉnh dương thì được sử dụng để hấp thụ sức mạnh trời đất bên ngoài để duy trì đại trận và luyện hóa ma hồn. Nhưng sau đó, một ma tu đã đánh sập một trong 2 đỉnh, tương đương với việc cắt đứt nguồn lực bên ngoài đang luyện hóa ma hồn bị trấn áp, ngăn cản việc ma hồn bị luyện hóa. Đồng thời cũng mang linh khí trời đất đi mất, để những tu sĩ tiến vào sau này không thể can thiệp vào việc luyện hóa ma hồn, hoặc không có sức mạnh để luyện hóa ma hồn. Việc trấn áp ma hồn từ đó chỉ có thể dựa vào sức mạnh của còn sót lại từ tiên thể của 9 vị tiên nhân thượng cổ nọ. Hiện tại có thể nói,
9 vị tiên nhân thượng cổ kia lấy mạng sống của họ làm đại giới để trấn áp ma hồn, dùng sức mạnh từ tiên thể của bản thân để áp chế đỉnh núi, đồng thời hợp nhất bản thể với đỉnh núi thông qua xích sắt phong ấn, tạo thành một đại trận tiên thể mạnh mẽ. Thân thể của 9 vị tiên nhân thượng cổ cũng trở thành nguồn sức mạnh chính cho toàn bộ tâm trận, mà Mộ Mãn Thiên và những người khác còn sống sót cho đến bây giờ chính là dựa vào sức mạnh yếu ớt do tiên thể của 9 vị tiên nhân thượng cổ phát ra ngày thường. Mộ Mãn Thiên và những người này cũng đã tìm kiếm lối ra, bọn họ đã cố gắng phá giải một phần của trận pháp này, nhưng sau nhiều năm không thu được kết quả, họ đành chấp nhận rằng chỉ có vào mà không có ra. Bây giờ đối với Dương Bách Xuyên và Nguyên Vô Thường mà nói, nếu chỉ có vào mà không thể ra, họ có thể tạm thời dựa vào chân nguyên và linh thạch trên người để chống đỡ, nhưng liệu có thể chống đỡ bao lâu đây? 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm, hay thậm chí 1.000.000 năm? Nếu không tu luyện trở thành tiên, tu chân giả sẽ không có tiên thể và không thể trường sinh bất tử. Không thể thoát khỏi nơi này, thì cuối cùng sẽ rơi vào kết cục tọa hóa. Nếu không có linh khí chống đỡ, cũng không biết có thể tồn tại được bao lâu. Cho dù có sức mạnh phát ra từ tiên thể của 9 vị tiên nhân thượng cổ, tác dụng cũng chẳng đáng là bao. Bởi vì Mộ Mãn Thiên nói, sức mạnh từ tiên thể của 9 vị tiên nhân thượng cổ chỉ có thể duy trì sự sống nhiều nhất là cho 18 người, đây là kinh nghiệm bọn họ đã đúc kết được sau mấy vạn năm trải nghiệm. Chấm. Nói xong rồi, Mộ Mãn Thiên nhìn Dương Bách Xuyên và Nguyên Vô Thường nói, sức mạnh mà tiên thể của 9 vị tiên nhân thượng cổ chỉ đủ để duy trì cho 18 người, hiện tại 9 người chúng ta, cộng thêm 9 người ở đỉnh núi bên kia, chính xác là vừa đủ 18 người. Vậy nên sự xuất hiện của hai người các ngươi đồng nghĩa với việc lại có thêm hai người nữa tranh giành tiên khí. Có 9 người chúng ta cũng không thành vấn đề, e rằng 9 người còn lại ở bên kia sẽ gây chuyện, cho nên tạm thời các ngươi ở lại đây, đừng đi sang đỉnh bên kia. Số lượng 18 người này, giống như củ cải trong hố sâu, trừ phi có người tọa hóa, hoặc là nhường chỗ cho hai người các ngươi, nếu không các ngươi vẫn phải bảo tồn chân nguyên trong cơ thể, như vậy mới có thể sống sót được. Chạm tới lợi ích của bản thân, Mộ Mãn Thiên cũng trực tiếp nói ra điểm yếu hại, lời nói rất rõ ràng, ở đây không có linh khí trời đất, khi chân nguyên trong cơ thể và linh thạch trên người cạn kiệt, đến lúc đó không có linh lực chống đỡ, sẽ chỉ còn một con đường chết. Mà nguồn linh lực duy nhất có thể duy trì sự sống cho tất cả mọi người chính là linh lực yếu ớt phát ra từ tiên thể của 9 vị tiên nhân thượng cổ, mà chúng cũng chỉ đủ để bảo toàn tính mạng mà thôi. Lúc này, ai sẽ sẵn sàng nhường chỗ của họ cho Dương Bách Xuyên và Nguyên Vô Thường cơ chứ? Nghe Mộ Mãn Thiên nói, những người bị nhốt ở đây chia làm hai nhóm, một nhóm là 9 tán tu bọn họ, một nhóm khác chính là 9 người đỉnh bên kia, chính là những người có thế lực trong một số tông môn lâu đời ở tu chân giới, tất cả đều là người vô tình bị dịch chuyển vào tâm trận. Mặc dù không nói rõ ràng, nhưng có thể biết được những người kia không có giao tình gì với họ. Dương Bách Xuyên có thể hiểu được điều này. Ở tu chân giới, hay cho dù là ở Sơn Hải giới trước kia, các thế lực tông môn cũng xem thường những tán tu thân cô thế cô như họ. Nếu người của 9 thế lực tông môn ở đỉnh bên kia phát hiện Dương Bách Xuyên và Nguyên Vô Thường cũng tranh giành chút tiên khí vốn đã yếu ớt lại ít ỏi, bọn họ nhất định sẽ không vui, cho nên Mộ Mãn Thiên mới tốt bụng nhắc nhở. Dương Bách Xuyên không lên tiếng, hắn muốn xem Mộ Mãn Thiên và những người này sẽ đối mặt với hắn và Nguyên Vô Thường như thế nào khi chuyện này đồng thời cũng liên quan đến sinh tử của bọn họ. Đương nhiên, nếu nói chính xác, thì chỉ có hắn. Bởi vì cái lão bất tử Nguyên Vô Thường này, vốn dĩ là cố nhân của mấy người Mộ Mãn Thiên. Sau khi Mộ Mãn Thiên nói xong, Dương Bách Xuyên cố ý nói, việc đã đến nước này, không biết Mộ đạo hữu có cách gì không? Vấn đề mà Mộ Mãn Thiên nói, với người khác đó là một vấn đề lớn liên quan đến tính mạng, nhưng với vị Dương Mô này thì lại không như thế. Bởi vì hắn có bình càn khôn. Bây giờ hắn cố tình hỏi mấy người Mộ Mãn Thiên, chỉ là muốn nhìn thấy được bản chất của đối phương. Nguyên Vô Thường nghe thấy Dương Bách Xuyên hỏi Mộ Mãn Thiên, lập tức muốn nói gì đó, nhưng lại bị Dương Bách Xuyên trừng mắt lại. Con đường tu hành cũng là quan sát bản chất con người, đặc biệt là khi đứng trước bờ vực sinh tử. Bản chất con người ta mới được bộc lộ rõ ràng nhất. Dương Bách Xuyên làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Tiếp theo đó, chỉ thấy Mộ Mãn Thiên mỉm cười, mặt không đổi sắc, như thể từ lâu đã mong đợi Dương Bách Xuyên hỏi một câu như vậy. Nói thật,
nếu đổi một hoàn cảnh khác, thậm chí là bất cứ nơi nào ở tu chân giới, đối mặt với vấn đề như vậy, lão phu sẽ là người đầu tiên trả lời ngươi, vị trí của ta sẽ không nhường lại cho các ngươi, nếu có thể sống thì ai lại muốn chết. Rốt cuộc, các ngươi tham gia có nghĩa là hai trong số 9 người chúng ta sẽ phải đối mặt với cái chết, nhưng bây giờ. Giọng nói của Mộ Mãn Thiên kéo dài khi nói điều này, dừng một chút lại nói tiếp, bây giờ ta có thể nói với các ngươi rằng phần của bất kỳ ai trong số 9 người của chúng ta, hoặc vị trí hấp thụ lực lượng của tiên thể, có thể nhường lại cho các ngươi bất cứ lúc nào sau khi các ngươi hao hết chân nguyên. Bị nhốt trong này vạn năm, cái cảm giác ếch ngồi đáy giếng này quá khó chịu, nơi này giống như một cái giếng cổ, chúng ta không phải là dân bản địa trong giếng, chúng ta là những sinh linh vô tình rơi xuống giếng từ một thế giới rộng lớn. Mỗi giờ mỗi phút đều mong muốn được ra ngoài. Thế nhưng lại không thể thoát ra được. Đây là ngõ cụt, sống ở đây không khác gì chết. Nếu có biện pháp ra ngoài thì vẫn còn hy vọng, nhưng lại không có bất kỳ một lối thoát nào. Sau vạn năm ở đây, nhìn những cố nhân bên cạnh lần lượt phát điên, tọa hóa, ta đã chết lặng từ lâu, là một tu chân giả, không nói đến việc tu vi không thể tiến triển. Ngay cả việc sống sót còn phải đi mượn nhờ lực lượng của các vị tiên nhân đã về cõi tiên. Sống như vậy, đã đủ lắm rồi. Ngay cả sức mạnh tiên thể của 9 vị tiên nhân thượng cổ này cuối cùng cũng sẽ cạn kiệt vào một ngày nào đó, đến lúc đó vẫn không thể tránh khỏi cái chết, vậy sống hàng trăm, hàng ngàn năm thì có ích lợi gì? Vì vậy, hai vị đừng lo lắng, chờ đến khi chân nguyên của các ngươi hao hết, ta sẽ là người đầu tiên nhường vị trí hấp thụ tiên khí cho ngươi. Mộ Mãn Thiên rất bình tĩnh nói ra tiếng lòng, không hề khoa trương giả vẻ, chỉ có vẻ mặt là cay đắng. Ta cũng để cho nó. Lão Mộ nói đúng, thời gian bị nhốt ở đây, sống còn khó chịu hơn chết, đến lúc đó, chúng ta đều sẽ nhường ngươi vị trí hấp thụ tiên khí, mạng sống. 9 người bọn họ đều bình tĩnh đối mặt. Giờ phút này, trong lòng Dương Bách Xuyên khâm phục bọn họ, đây là sự bình tĩnh khi đối mặt với sinh tử. Người bình thường không thể làm được điều này. Đa tạ các vị đạo hữu. Dương Bách Xuyên không nói gì, chỉ ôm quyền thi lễ với 9 người. Hắn biết, mặc dù Mộ Mãn Thiên và những người này đã bị nhốt ở trong vô gian cốc cả vạn năm, nhưng đạo tâm của bọn họ không thể so với người thường. Chỉ cần những người này có thể ra ngoài, tu vi của bọn họ nhất định sẽ tăng vọt, trở thành cường giả một phương ở tu chân giới. Đa lễ rồi. Bây giờ chúng ta đều là ếch ngồi đáy giếng trong cùng một thế giới này, ha ha. Sự xuất hiện của ngươi đã mang đến cho chúng ta rất nhiều tin đồn thú vị suốt vạn năm lịch sử của tu chân giới. Mỗi ngày sau này ngươi nói với chúng ta một chút, có thể có thêm niềm vui trong yên tĩnh. Mộ Mãn Thiên sảng khoái cười to. Nhưng đối với họ, xác thực là như thế. Dương Bách Xuyên không khỏi bị lây sự cởi mở của mấy người Mộ Mãn Thiên, không nhịn được bật cười. Sau đó hắn hỏi, Mộ đạo hữu, chẳng lẽ các ngươi không thử tìm kiếm biện pháp thoát ra sao? Ví dụ như đỉnh núi bị 9 vị tiên nhân thượng cổ trấn áp trước mặt. Vừa dứt lời, 9 người Mộ Mãn Thiên biến sắc. Sắc mặt đám người Mộ Mãn Thiên lập tức trở nên âm u khó lường, cái câu hỏi này của Dương Bách Xuyên, không phải chưa có ai nghĩ tới mà là không một ai dám nói ra. Lối thoát duy nhất của cả trận là đỉnh núi thuộc tính Dương, nhưng đã bị hủy. Rất có thể trong đỉnh núi thuộc tính M đang phong ấn một ma hồn thời thượng cổ. Người trấn áp là 9 đại tiên nhân thượng cổ, đội hình hùng mạnh cỡ này, dù cho đỉnh núi thuộc tính M có đường thoát thì ai dám xông vào. Chưa biết có mở được phong ấn của 9 đại tiên nhân hay không, dù có mở được, lỡ ma hồn bị tù cấm trong đấy chưa bị luyện hóa, chạy ra ngoài. Hậu quả vô cùng khó lường. Tu chân giới đất đai trải dài ngàn dặm. Nhưng mấy ai có thể gánh nổi trách nhiệm lớn lao ấy chứ? Dù sao thì đám Mộ Mãn Thiên không gánh được, nếu làm vậy thật, xông vào đỉnh núi phong ấn khiến ma đầu thượng cổ chạy đi, bọn họ sẽ biến thành tội nhân của toàn bộ tu chân giới. Vậy nên đám Mộ Mãn Thiên mới nghĩ ra tất cả những biện pháp khả thi, rõ ràng muốn tìm xem trong đỉnh núi bị 9 đại tiên nhân trấn áp này có đường thoát ra ngoài hay không. Làm người phải có nguyên tắc. Có một số việc có thể làm nhưng cũng có một số việc không thể. Xông vào đỉnh trấn ma, đây là việc không thể trong mắt đám Mộ Mãn Thiên. Xưa nay tu chân giới đã chia ra hai phe chính ma, có thay trời hành đạo, có trừ ma vệ đạo, tuy họ là tán tu nhưng cũng là tu sĩ chính đạo. Giờ mà xông vào đó thì có gì khác biệt so với ma?
hơn nữa tiên nhân thượng cổ hy sinh thân mình trấn áp ma đầu, lẽ nào đám hậu bối bọn họ còn không bằng cổ nhân? Bị người tu chân giới biết được còn không bị người ta châm chọc xỉ vả sau lưng à? Đến lúc đó người người đòi đánh, đấy mới là bi ai. Thế nên nghe Dương Bách Xuyên nói xong, Mộ Mãn Thiên suy ngẫm chốc lát rồi giải thích những đạo lý này cho hắn nghe, để hắn đừng có ý đồ với đỉnh trấn ma nữa, chưa chắc nơi này đã có đường thoát, lỡ như thả ma đầu thượng cổ ra ngoài thì bọn họ sẽ càng chết nhanh hơn. Mộ Mãn Thiên vừa dứt lời, một tiếng hừ lạnh vang lên, danh con không biết trời cao đất rộng, đầu óc không đứng đắn. Giọng nói này vừa già nua vừa lạnh lẽo. Dương Bách Xuyên và Mộ Mãn Thiên đồng loạt quay đầu, chỉ thấy 8, 9 người bay tới từ bên kia đỉnh núi. Đám tu sĩ này chính là người cũng vô tình xâm nhập vào kẽ hở lúc trước trong lời Mộ Mãn Thiên, tuy nhiên bọn họ là người của tông môn, rất khinh thường tán tu. Cầm đầu là một lão giả phi thăng cảnh đại viên mãn, đám còn lại là phi thăng cảnh sơ trung hậu kỳ, cũng có cả đại thừa, nhìn tu vi đã thấy mạnh hơn đám Mộ Mãn Thiên rất nhiều, bảo sao lúc Mộ Mãn Thiên nhắc đến có hơi kinh sợ. Bây giờ nhìn lại, đúng thật là hung hăng. Lọt vào tai Dương Bách Xuyên vô cùng khó chịu, rõ ràng lão già này nhằm vào hắn mà. Nhưng người ta nói cũng không sai, ai bị nhốt ở đây mà không nghĩ cách ra ngoài chứ. Các ngươi nhận mệnh, lòng có ý định khác là chuyện của các ngươi, tiểu gia chỉ muốn tìm kiếm tung tích của mấy cô nương, bên ngoài còn có mấy chục vạn môn đồ cần hắn nuôi dưỡng nữa kìa. Hơn nữa hắn cũng chỉ vừa nói vậy thôi, đã xông vào đỉnh trấn ma đâu, dù có thả ma đầu ma hồn trong lời Mộ Mãn Thiên ra thì thế nào. Thả thì hắn thu thập, một ma hồn bị trấn từ thời thượng cổ đến giờ, có thể mạnh cỡ nào. Dưới thời gian vô tận, dù có bất tử cũng không dậy nổi sóng gió gì, trên người Dương Bách Xuyên còn có sư phụ Vân Thiên Tà đấy, còn không ứng phó nổi một đầu ma hồn à. Cái lão bất tử này, vừa tới đã ra oai phủ đầu với tiểu gia. Nói toẹt ra, mọi người đều là phượng hoàng rơi xuống nước thua cả gà, huống hồ không chừng các ngươi là gà, tiểu gia mới là phượng hoàng đây. Tại nơi không có thiên địa linh khí này, đối phương có là phi thăng cảnh đại viên mãn thì Dương Bách Xuyên cũng không sợ, hắn có vô số linh đào bổ sung chân nguyên, đã tiến tới cảnh giới bất bại. Bị câu kia của lão đầu chọc giận, người họ Dương nào đó lập tức đốt lại, lão bất tử, quản cái đầu ngươi, tiểu gia nói chuyện mắc gì ngươi xía vào. Dương mỗ không sợ chút nào. Ngươi, càn quấy. Thằng danh con, ở tâm trận mà ngươi cũng dám kiêu ngạo như thế, tìm chết. Đám người đi theo sau lão giả giận dữ mắng. Ngược lại lão giả cầm đầu không nói gì, chỉ nâng lên tay ý bảo đừng ầm ĩ. Ngay sau đó lão nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên rồi cười phá lên, ha ha ha. Nhãi con, ngươi là kẻ thứ nhất dám mắng lão phu suốt vạn năm nay, không tồi, rất gan dạ sáng suốt. Xét thấy ngươi là nhãi con vắt mũi chưa sạch, lão phu không so đo với ngươi, cũng không có thói quen ỷ lớn hiếp nhỏ, chẳng qua. Có một số lời, lão phu vẫn phải nói rõ cho ngươi biết. Nói đến đây, lão già tạm dừng một lát, rời mắt sang đỉnh núi rồi tiếp tục lên tiếng, Chu Ma Thiên Trận không một kẽ hở là tâm huyết mà cao thủ tiền bối các đời và tiên nhân tiên giới thời thượng cổ trả giá. Bọn họ tạo ra một chiến trường khép kín để chu sát tu sĩ ma tộc, trấn áp ma đầu hùng mạnh. Nhằm trừ ma cho tu chân giới, sáng tạo hoàn cảnh tu luyện hòa bình tốt đẹp cho tu sĩ. Lão phu không cho phép người có ý đồ với đỉnh trấn ma, người phải biết rằng, một khi ma đầu xuất thế, tu chân giới ắt sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục, hơn nữa chưa chắc trong đỉnh trấn ma đã có lối ra. Nếu các ngươi đã tiến vào nơi này thì ngoan ngoãn nhận mệnh đi, lão phu bị nhốt nơi đây đã 2 vạn năm vẫn không dám có ý đồ với đỉnh trấn ma, những người phía sau ta cũng vậy. Thậm chí vô số tu sĩ tỏa hóa ở nơi đây cũng không một ai ôm ý định xông vào đỉnh trấn ma. Bởi vì mọi người đều biết, một khi ma đầu nơi này chạy ra ngoài, tất cả mọi người đều sẽ sống không được, đồng thời còn mang lại tai họa khủng khiếp cho tu chân giới, ai dám xông vào đó nữa đây? Ai dám bất kính với 9 đại tiên nhân thượng cổ, bọn họ trấn thủ ma đầu, đáng được tu sĩ tôn kính. Đi quấy rầy bọn họ tương đương bất kính với họ. Xông vào đỉnh trấn ma sẽ thành tội nhân của cả tu chân giới, người dám xông vào không? Dưới đại nghĩa, dù đám người lão phu ngồi yên không đi ngăn cản, người có dám xông vào đỉnh trấn ma không? Dương Bách Xuyên hơi bất ngờ trước những lời này, hắn vốn cho rằng lão bất tử này sẽ ra tay với mình, ai ngờ lão ta nhìn cường thế nhưng lại biết đạo lý,
hiên ngang lẫm liệt, nói không với ỷ lớn hiếp nhỏ. Kỳ thật nghe đến đây, Dương Bách Xuyên hơi buồn cười, hẳn ngươi cũng muốn làm lắm nhưng tiếc là trong cơ thể không có chân nguyên đúng không? Đương nhiên do giọng điệu đối phương có ý nhún nhường nên Dương Bách Xuyên không ngắt lời, nghe lão nói tiếp, cuối cùng cũng nói xong. Dương Bách Xuyên càng nghe càng thấy không thích hợp. Lão đầu buông lời lẽ chính đáng ngăn cản mình đừng bất kính với chín đại tiên nhân cổ, đừng làm chuyện ngu xuẩn xông vào đỉnh trấn ma thả ma đầu ra, làm không tốt còn gây họa cho toàn bộ tu chân giới. Thế nhưng lời cuối cùng của lão ta lại mập mờ không rõ, gì mà, lão phù đứng yên không ngăn cản thì ngươi có dám xông vào đỉnh trấn ma không? Những lời này lọt vào tai Dương Bách Xuyên lại mang một sắc thái khác, đối với hắn, rõ ràng là lão bất tử đang khích tướng hắn mà. Dương Bách Xuyên cười khẽ, vô số năm qua không phải không có ai nghĩ tới chuyện xông vào đỉnh trấn ma tìm kiếm đường ra mà là không dám. Thứ nhất, lúc chín đại tiên nhân trấn áp đỉnh trấn ma sở hữu lực lượng rất cường đại, bọn họ không nắm chắc nên không dám. Thứ hai, những người này ít nhất đều là người vạn năm trước, nói trắng ra tư tưởng bảo thủ, xem trọng danh nghĩa, không dám xông vào đỉnh trấn ma vì sợ lỡ như thả ma đầu ra làm hại tu chân giới thì bọn họ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Hiện tại thời gian đã qua lâu như vậy, sức mạnh của chín đại tiên nhân đã yếu đi rất rất nhiều, dù ma đầu ma hồn gì đấy chưa bị luyện hóa thì cũng sắp rồi, phỏng chừng ra ngoài cũng không làm hại được ai. Mắt thấy lực lượng của chín đại tiên nhân thượng cổ tiêu hao hầu như không còn, bọn họ sắp rơi vào cục diện không có sức mạnh chống đỡ sống sót. Lúc này hắn và Nguyên Vô Thường lại xông vào, hơn nữa hắn còn trắng trợn đề cập đến vấn đề liệu đỉnh trấn ma có đường ra hay không. Thế là những người kia lập tức nảy ra suy nghĩ khích tướng hắn đi làm chuyện bọn họ không dám làm, đến lúc đó có thể đi ra ngoài là tốt nhất, mọi người đều sống sót đều có hy vọng. Còn nếu thả ra ma đầu, tội nhân thiên cổ là Dương Bách Xuyên hắn, bọn họ sẽ không bị đại nghĩa đè thân. Dương Bách Xuyên đã hiểu rõ ý đồ của lão bất tử. Nhưng thế thì sao? Hắn cười lạnh, nhìn chằm chằm lão giả, bên ngoài lại tỏ ra cả lơ phất phơ không dành thế sự, có gì không dám. Hôm nay tiểu gia sẽ xông vào đỉnh trấn ma cho mấy người xem. Giờ phút này Dương Bách Xuyên giống như quá tức tối, vừa nói vừa tiến về phía đỉnh trấn ma. Hắn vừa di chuyển, Nguyên Vô Thường sau lưng lập tức lên tiếng, Dương Thánh Chủ, không thể. Nguyên Vô Thường cũng là lão quái vật sống vạn năm, sao có thể không nhìn ra điểm bất thường, ông ta sợ Dương Bách Xuyên xúc động, tốt xấu gì bọn họ cũng là đồng đội từng uống máu ăn thề. Đồng hành suốt một đường này, thật ra ấn tượng của Nguyên Vô Thường về Dương Bách Xuyên không tệ chút nào. Tuy trước đó hai người thường xuyên đấu võ mồm, cũng từng không tin tưởng lẫn nhau nhưng đó đều là chuyện trước kia, ít nhất đến bây giờ Nguyên Vô Thường không hy vọng Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện. Đỉnh trấn ma được chín đại tiên nhân thượng cổ trấn thủ, muốn xông vào thì xông vào được à? Dù có mặc kệ đại nghĩa chó má gì đấy, trận pháp do chín đại tiên nhân thượng cổ tạo ra vẫn cường đại vô cùng. Đụng vào chẳng biết lại xảy ra biến cố gì. Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn thẳng vào mắt Nguyên Vô Thường, bắt gặp sự quan tâm ẩn trong đó, đáy lòng hắn bỗng thấy ấm áp, ít nhất Nguyên Vô Thường thật tình lo lắng cho hắn. Ngay sau đó, hắn truyền âm cho Nguyên Vô Thường, yên tâm đi, sao ta có thể không nhận ra mấy lão bất tử kia cố ý nói vậy được, thế nhưng nếu muốn phá trận, đỉnh trấn ma chính là cơ hội duy nhất. Ta không thể chờ, ta còn có mấy cô nương đang đợi ta. Các nàng là mạng của ta, tương tự nhi tử ngươi cũng là đạo tâm của ngươi, nói không chừng hiện tại bọn họ đang bị nhốt trong trận pháp nào đó, ta không thể đợi ở chỗ này, ta muốn thử một phen, xông vào đỉnh trấn ma. Nhưng, Nguyên Vô Thường muốn nói gì đó nhưng Dương Bách Xuyên đã đi xa. Chấm. Thật ra trong lúc Dương Bách Xuyên tiến về phía trước, hắn đã lén quan sát phản ứng của mỗi người. Kết quả hắn phát hiện, mấy người thuộc phe lão giả im phăng phắc. Đám người Mộ Mãn Thiên cũng không hề lên tiếng ngăn cản. Thậm chí hắn còn nhìn thấy sâu trong mắt mỗi người là sự chờ mong, ước gì hắn lập tức xông vào đỉnh núi. Đây là một loại khát vọng. Khát vọng tự do và ánh mắt hy vọng. Những lão bất tử kia hiểu rất rõ nơi này, thế nhưng không một ai mạo hiểm hành động. Dương Bách Xuyên biết hiện tại hắn chuẩn bị làm chuyện mấy lão bất tử kia muốn làm nhất nhưng không dám. Xông vào đỉnh trấn ma. Thứ nhất là nguy hiểm trùng trùng, thứ hai là gánh tội thay, đây là hai nguyên nhân khiến mấy lão già kia không dám đi.
Hiện tại đã có hắn, bọn họ lập tức gió chiều nào theo chiều ấy, ngoài miệng tỏ ra hiên ngang lẫm liệt nhưng trong lòng lại ước gì hắn mau mau hủy diệt đỉnh trấn ma đi. Nguyên một đám dối trá. Chẳng qua không sao hết, bởi vì Dương Bách Xuyên cũng muốn tìm cách đi ra ngoài từ nơi này, không thể bị nhốt ở đây được, mấy cô gái còn chưa có tin tức, nhất định phải tìm được các nàng. Mấy lão bất tử sẽ không ngăn cản hắn, mà cho dù họ có cản thì hắn cũng sẽ nghĩ cách đi ra ngoài. Có lẽ đường ra duy nhất chính là đỉnh núi trấn áp ma đầu này. Dù cho nơi này không phải cửa ra, dựa theo vị trí của trận pháp, hủy diệt đỉnh núi này thì cả đại trận bát quái sẽ mất đi lợi thế thiên địa, đến lúc đó sẽ tự nhiên sẽ xuất hiện kẽ hở, cộng thêm ma đầu, kiểu gì cũng bị hủy. Kết quả này với đám mộ mãn thiên và lão bất tử thấy thế nào cũng là chuyện tốt. Dương Bách Xuyên đụng vào đỉnh núi và trận pháp của chín đại tiên nhân thượng cổ, thành công thì mấy lão gia hỏa bọn họ có thể đi ra ngoài, còn nếu thả ma đầu thượng cổ ra thì hắn sẽ thành tội nhân thiên cổ. Không thành công, bọn họ không có tổn thất gì, cùng lắm thì vẫn duy trì tình trạng như trước kia mà thôi. Đây là suy nghĩ trong lòng mấy lão bất tử, Dương Bách Xuyên hiểu rõ, chỉ là hắn không nói ra mà thôi, tốt nhất là bọn họ đừng ngăn cản hắn. Dương Bách Xuyên cười lạnh. Thầm ghi sổ đám người kia, hắn mà gánh tội thay thì sao có thể quên bọn họ chứ? Trong lúc tiến về phía trận pháp của chín đại tiên nhân thượng cổ, Dương Bách Xuyên có trao đổi với sư phụ Vân Thiên Tà trong lòng, vào thời điểm này hắn chỉ có thể dựa vào lão đầu. Sư phụ, làm sao để phá trận pháp này? Dương Bách Xuyên hỏi. Nếu ở thời kỳ cường thịnh, vi sư muốn phá giải cũng rất cố sức, tuy nhiên hiện tại nó chỉ là hổ giấy mà thôi, lực lượng của bọn họ đã hao hết. Một giây là phá. Trong đầu vang lên câu trả lời của sư phụ Vân Thiên Tà. Dương Bách Xuyên vui vẻ, tiếp tục hỏi, có phải chỉ cần phá trận thì đỉnh núi này cũng bị hủy luôn không? Núi hủy thì đại trận cũng tan tành nhỉ. Hơn nữa, cái trận pháp Chu Ma Thiên trận này, chỗ đó là mắt trận, nếu mắt trận bị phá, các trận pháp khác sẽ thế nào? Có tan biến luôn không? Vô nghĩa, đương nhiên là tan biến rồi. Vi sư cũng từng nghe nói đến Vô Gian Cốc rồi, nhớ năm đó vốn định ghé qua xem thử, đáng tiếc. Thôi không nhắc chuyện này nữa, vi sư sẽ truyền cho con cách phá trận. Vân Thiên Tà tùy tiện nói. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên thầm nhẹ nhõm, lại hỏi, sư phụ, người nói xem, nếu con phá hủy đỉnh núi này, lỡ bên trong có ma hồn cường đại thì phải làm sao? Nếu ma hồn thật chạy đi làm hại tu chân giới, có phải con sẽ trở thành tội nhân thiên cổ không? Ha ha, thằng nhóc con ngốc thật đấy. Thiên đạo vô tình coi vạn vật như chó rơm, tu chân vô tình xem đạo thống là trên hết, tu sĩ nhân từ đều chết dưới thiên kiếp hết, làm gì có chuyện phi thăng thành tiên. Con nhìn sắc mặt những người này đi, ngoài miệng bô bô cái gọi là đại nghĩa nhưng có khác gì ma đâu. Một đám dối trá, nhớ kỹ trên con đường tu chân tuyệt đối không thể nhân từ, nếu không kẻ chết chính là con, chết rồi thì nói gì đến tội nghiệp người khác nữa. Nếu con không làm, vĩnh viễn bị nhốt ở đây thì khác gì với người chết. Đại nghĩa chân chính không phải những lời dối trá ngoài miệng, càng không phải những điều lòng muốn làm nhưng lại không dám, mà nó là bản ngã của mỗi người, con phá hủy đỉnh trấn ma vì tìm mấy cô gái của con, đồng dạng cũng là cứu người. Về phần ma đầu nơi đây, ha ha, bị trấn áp thời gian dài như thế, đừng nói là đại ma từ tiên giới xuống, dù có là ma thần, ma hồn chưa diệt thì cũng chỉ kéo dài hơi tàn thôi. Sợ cái gì? Nếu thật sự xuất hiện ma đầu diệt thế, con cứ làm những gì mình nên làm, mắc gì lo trước lo sau, cũng đâu thể bó tay chịu trói vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này được đúng không? Nếu mặc kệ không làm gì hết, thế thì khác gì những người này, còn không bằng cược một phen. Nghe sư phụ nói xong, Dương Bách Xuyên thấy tự tin hơn nhiều, hắn biết tâm cảnh của mình vừa bị những người lây nhiễm, thật ra tu sĩ làm gì có nhiều băn khoăn như thế. Nếu muốn tính toán thiệt hơn thì còn tu chân làm cái đếch gì? Không lâu sau sư phụ đã chỉ cách phá trận, Dương Bách Xuyên nắm chặt kiếm đồ long, bỗng nhảy dựng lên, kiếm khí phá không chém về một điểm trong không trung. Dựa theo lời sư phụ, trận pháp do chín đại tiên nhân thượng cổ liên hợp bày ra không hề hoàn mỹ vô khuyết, bất kỳ trận nào cũng có cửa sinh, một kiếm này của hắn chính là cửa sinh. Chỉ cần phá cửa sinh, trận pháp ắt sẽ tự phá. Rầm rầm. Lúc kiếm của Dương Bách Xuyên cách đỉnh núi tầm 9 mét, phía trên bỗng nhiên bộc phát ra quang mang vô cùng chói mắt, đồng thời một đám phù văn thô như xích sắt xuất hiện, nổ ầm ầm rồi đứt thành từng khúc,
hư ảnh chín đại tiên nhân dưới ánh sáng chói mắt cũng dần dần tan biến. Nhìn một màn này, Dương Bách Xuyên thầm than, quả nhiên giống hệt suy đoán của sư phụ, thời gian trôi qua lâu lắm rồi, lực lượng của các tiên nhân thượng cổ đã tiêu hao gần như không còn. Trong mắt đám Mộ Mãn Thiên và Lão Bất Tử tỏa sáng lấp lánh, cả bọn nhìn chằm chằm biến hóa giữa sân, những người này bị nhốt ở đây đã lâu lắm rồi, ai nấy đều hy vọng một ngày kia có thể đi ra ngoài. Nhát kiếm của Dương Bách Xuyên đã mang lại hy vọng cho bọn họ. Sau khi thấy Dương Bách Xuyên vung kiếm, 18 lão bất tử không một ai không kích động. Sau khi vào đây, cũng có người muốn đụng vào trận pháp nhưng ngặt nỗi chân nguyên trong cơ thể đã bị hai sạch, giữ mệnh còn khó chứ đừng nói là phá trận như Dương Bách Xuyên. Hơn nữa, lúc ấy trận pháp của tiên nhân thượng cổ vẫn cường đại như cũ, muốn phá cũng phá không nổi, người có gan đi phá đều chết hết, bởi vậy càng không ai dám làm. Về phần đại nghĩa hiên ngang lẫm liệt gì đấy, đều là lấy cớ hết cả thôi. Mặt khác, những người này cũng cảm nhận được kiếm khí cường đại từ một kiếm của Dương Bách Xuyên, khiến nhịp tim bọn họ đập liên hồi. Đặc biệt là lão giả phi thăng cảnh đại viên mãn kia, lão ta cảm nhận được uy lực rõ ràng nhất, ngay cả khi lão ở thời kỳ toàn thịnh cũng không đỡ nổi một kiếm của Dương Bách Xuyên. Quang mang chói mắt dần dần tan biến, ngay sau đó từng tiếng răng rắc liên tiếp vang lên, đất trời cũng bắt đầu run rẩy. Tất cả mọi người loạng choạng ngã trái ngã phải, Mộ Mãn Thiên hét lớn, đỉnh núi sắp sụp, mau lui lại. 18 lão bất tử nhanh chóng lùi về sau, trong cơ thể bọn họ không còn nhiều chân nguyên, có thể chống đỡ khi núi sụp không cũng là một nan đề. Dương Bách Xuyên lơ lửng giữa không trung, tính mặc kệ bọn họ nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn dặn Nguyên Vô Thường, Nguyên lão đầu, chú ý bọn họ một chút, đừng để bị đè chết. Tuy 18 lão bất tử này tính kế hắn nhưng Dương Bách Xuyên còn có tính toán khác, hắn sẽ không buông tha bọn họ một cách dễ dàng. Sau khi trận pháp của chín cổ tiên nhân bị Dương Bách Xuyên đánh bại, xích sắt đứt từng khúc, sau đó cả tòa độc phong bắt đầu sụp. 18 lão bất tử nhanh chóng lùi về sau, sợ bị đè lên, Dương Bách Xuyên dặn dò Nguyên Vô Thường bảo vệ bọn họ, mặc dù mấy lão bất tử này tính kế hắn nhưng thực ra cũng vì cầu sinh, người đều ích kỷ, người tu chân cũng vậy. Dương Bách Xuyên có thể thông cảm. Nhưng 18 lão bất tử đều sống ít nhất vạn năm, mặc dù bị nhốt trong đây tu vi không tăng, nhưng đó là vì nơi này khuyết thiếu linh khí thiên địa. Còn về tâm cảnh, những lão bất tử này coi như đứng đầu, ở chỗ này mấy vạn năm, rất nhiều người không thể chịu đựng được sự dày vò rồi tiêu vong, nhưng những người này lại chịu đựng đến cuối cùng, chứng tỏ bản thân bọn họ đều là nhân vật đứng đầu. Dương Bách Xuyên có thể đoán được sau khi ra ngoài, được linh khí tẩm bổ, chắc chắn tu vi của bọn họ sẽ tăng vọt, trở thành cường giả đứng đầu. Trong mắt Dương Bách Xuyên, 18 người này, 9 người là tán tu, 9 người đến từ một vào tông môn ở tu chân giới, những người này bị nhốt ở đây mấy vạn năm, tông môn của bọn họ còn tồn tại hay không mới là vấn đề, cho dù còn tồn tại, có lẽ tông môn cũng quên mất sự tồn tại của bọn họ bởi vì thời gian quá xa xăm. Mấy người Mộ Mãn Thiên bị nhốt ở đây hơn vạn năm, những người kia còn lâu hơn. Đừng nói mấy vạn năm, cho dù hơn trăm năm ngàn năm, tu chân giới cũng thay đổi rất nhiều, cho nên Dương Bách Xuyên thấy thật ra những người này là một quần thể đơn độc. Hắn muốn kéo mấy lão bất tử này vào Vân Môn Tiên Cảnh. Vân Môn Tiên Cảnh mới thành lập, có mấy người tử hoàng ở nên không thiếu cao thủ, chỉ thiếu cao thủ nhân tộc. Những người này rất thích hợp. Dương Bách Xuyên tính toán thu nạp những người này. Nếu mềm không được thì cứng, dù sao hắn muốn hợp nhất bọn họ. 18 lão bất tử, chờ sau khi rời khỏi đây, có tâm cảnh cường đại làm gốc rễ, chắc chắn đều sẽ trở thành cường giả phi thăng cảnh. Chấm. Mặc dù suy nghĩ rất nhiều nhưng lúc này mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tòa độc phong đang từ từ sụp xuống. Tòa độc phong này là nơi trấn ma, bên trong có ma đầu thượng cổ. Bây giờ trận pháp của chín cổ tiên nhân đã bị hắn phá hủy. Đỉnh trấn ma không có trận pháp trấn áp, bắt đầu sụp xuống. Tiếp theo xem ma đầu bên trong đỉnh trấn ma có bị luyện hóa hay không, nếu không bị luyện hóa, hắn chuẩn bị giết ma, dù sao hắn sẽ không để ma đầu chạy ra ngoài. Mặc dù ngoài miệng Dương Bách Xuyên nói không để ý ma hồn chạy thoát, không để bụng gánh tội thay gì đó, nhưng tất cả đều là giả. Hắn thật sự sợ hãi ma đầu chạy ra ngoài làm hại tu chân giới. Rốt cuộc Dương Bách Xuyên và người tu chân, không phải ma tộc,
trong lòng vẫn là một thiếu niên tràn đầy chính nghĩa. Cho nên nhìn đỉnh trấn ma dần dần sụp xuống, trong lòng hắn rất căng thẳng. Thầm cầu nguyện ma đầu đã bị luyện hóa xong. Đúng lúc này, một tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang lên. Dương Bách Xuyên vội vàng ngẩng đầu nhìn, sau khi đỉnh trấn ma sụp xuống, mười mấy luồng ma khí dày đặc thô to phóng lên cao. Ngay sau đó liên tục nổ ầm ầm. Ầm đùng. Dương Bách Xuyên nghe thấy 9 tiếng nổ vang. Sau đó ma khí dày đặc bộc phát ra ánh sáng chói mắt. 9 đạo kim quang như 9 mũi tên nhọn lao ra 4 phương 8 hướng rồi nổ tung. Dương Bách Xuyên dùng càn khôn nhãn quan sát, giật mình, 9 đạo kim quang là 9 pháp khí vô cùng cường đại. Điều đầu tiên Dương Bách Xuyên nghĩ đến là tiên khí, bởi vì có 9 cổ tiên. 9 pháp khí đều là phi kiếm, cấp bậc tiên khí. Là tiên khí thượng phẩm. Lúc này trong đầu vang lên âm thanh của sư phụ Vân Thiên Tà. Dương Bách Xuyên nghĩ thầm quả nhiên đoán không sai. 9 tiên khí lao về 4 phương 8 hướng. Nhưng Dương Bách Xuyên lại nhìn thấy một cảnh tượng khủng bố, 9 tiên khí trực tiếp phá vỡ không gian. Lúc này trận pháp thiên địa bị 9 tiên khí xé rách, nhưng Dương Bách Xuyên thấy được 9 tiên khí không chỉ phá vỡ từng tầng thiên địa, mà phá vỡ vô số tầng, trong giây lát đã phá hơn mấy trăm đến 1000 thiên địa. Dương Bách Xuyên vô cùng chấn động, thật ra hắn đoán được 9 tiên khí đã phá vỡ các trận pháp thiên địa của Chu Ma Thiên Trận. Bởi vì hắn nhìn thấy vô số tầng thiên địa nhanh chóng hỏng mất. Rất nhanh phía chân trời tỏa sáng, tiếp theo trong thiên địa truyền đến luồng không khí vô cùng thoải mái. Dương Bách Xuyên biết đây là linh khí thiên địa. Trong lòng không nhịn được hỏi sư phụ, có phải tất cả trận pháp đều bị phá rồi hay không? Vân Thiên Tà nói, đúng vậy, mắt trận mới là trung tâm, tòa độc phong này sụp xuống tương đương mắt trận bị phá. Hơn nữa những trận pháp đó không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, đến lúc dầu hết đèn tắt, 9 tiên khí bay ra phá hủy tất cả trận pháp thiên địa, hiện tại. Vô gian cốc Chu Ma Thiên Trận đã trở thành lịch sử. Không có thiên trận bao phủ, toàn bộ vô gian cốc sẽ xuất hiện trong đại thế giới, linh khí của đại thế giới tràn vào tạo ra sinh cơ. 9 tiên thể của cổ tiên nhân cũng biến mất trong thiên địa, 9 tiên kiếm trấn áp ma hồn đã không có trói buộc nên xông ra ngoài. Có lẽ tu chân giới sẽ sốc lên một trận mưa máu vì 9 tiên khí này. Nhưng chuyện này không liên quan đến con, chuẩn bị sẵn sàng chiến đầu đi, nhìn độ dày ma khí ở đây, ma hồn của ma đầu không bị luyện hóa, hơn nữa còn rất cường đại. Có lẽ con sẽ không đối phó được, thả lỏng ý thức để vi sư đi gặp ma hồn này một lần. Nghe sư phụ nói vậy, Dương Bách Xuyên vô cùng kinh hãi, lại không dám chậm trễ, vội vàng thả lỏng ý thức để sư phụ mượn pháp mượn thân. Ngay sau đó đồ án hồ càn khôn nóng lên, ý thức mơ hồ, sau đó cảm giác chính mình biến thành một người đứng xem. Dương Bách Xuyên biết thần hồn của sư phụ mượn thân. Đúng lúc này một tiếng nổ lớn vang lên, một đám mây nấm nổ ầm ầm, sau đó nứt vỡ, ma khí bao phủ thiên địa, che trời lấp đất. Một giọng cười quỷ dị vang lên, cuối cùng bổn vương cũng ra được. Kha kha kha. Mờ thanh này vang vọng khắp thiên địa, chỉ trong giây lát. Trong ma khí đen nhánh cao mấy chục trượng lộ ra một đôi mắt máu to bằng cối xay. Dương Bách Xuyên hoảng sợ, hắn chưa từng nhìn thấy ma khí như này. Hoặc nói cách khác không ngờ ma hồn còn có thể xuất hiện dưới hình thái này. Từng luồng hơi thở âm lãnh vần quanh. Bên tai lại vang lên âm thanh khó chịu kia, đám con kiến, trở thành ma nô cho bổn vương đi, khà khà khà. Mờ thanh biến mất. Bên tai Dương Bách Xuyên truyền đến từng tiếng kêu thống khổ. Lại phát hiện là đám người Mộ Mãn Thiên đã cách xa hơn 100 mét. Cùng lúc đó Dương Bách Xuyên phát hiện vô số luồng khí ma sát lao về phía hắn, một hơi thở rời non lấp biển không thể địch được ẩn chứa bên trong. Hừ! Sư phụ Vân Thiên Tà véo một pháp quyết, một giọt tinh huyết chảy ra từ đầu ngón tay hóa thành một đám phù văn màu vàng, ngăn cản khí ma sát ở bên ngoài. Hừ! Không ngờ vẫn còn một con kiến. Đôi mắt to kia lóe lên, sau đó ngạc nhiên nói, không ngờ là một thân thể thập toàn, thú vị, đúng lúc ma hồn của bổn vương yêu cầu một thể xác, tiểu tử không tệ, hiến thân cho bổn vương đi, kha kha. Dương Bách Xuyên thấy ma hồn dám nhớ thương thân thể của mình, lại còn nói ra hắn là thân thể thập toàn. Dương Bách Xuyên biết có lẽ tên kia đang nói đến thập toàn thập mỹ chứ không phải mỗi thân thể đơn thuần,
từ lúc tu chân đến nay đây là người đầu tiên nhìn ra nguồn gốc của hắn. Hoặc nói cách khác một ma hồn. Sao có thể không hoảng sợ? Nhưng ngay sau đó Dương Bách Xuyên bình tĩnh lại, bởi vì hắn cảm nhận được một cơn tức giận. Lúc này hắn mới lấy lại phản ứng sư phụ đang làm chủ thân thể của mình. Cho dù đối phương là gì nhưng bản chất chỉ là một ma hồn, sư phụ nhà mình cũng không phải ăn chay, đều là trạng thái thần hồn, một bên bị cổ tiên trấn áp, một bên được hồ càn khôn tẩm bổ, ai mạnh ai yếu vừa nhìn đã biết. Quan trọng hơn Dương Bách Xuyên biết sư phụ vẫn chưa dùng hết bản lĩnh của mình. Mỗi một lần đều ra chiêu khác nhau. Khác không dám nói, đối mặt với sinh linh ở trạng thái thần hồn, sư phụ chưa bao giờ thua. Mặc dù sau khi sư phụ ra tay đều vô cùng suy yếu cần tu dưỡng, trong miệng kêu thảm, nhưng những lúc xuất hiện chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Ma hồn này là thượng cổ ma hồn, nhìn như cường đại vô biên nhưng Dương Bách Xuyên tin tưởng sư phụ nhà mình có cách trấn áp hắn ta. Nghĩ đến đây Dương Bách Xuyên bình tĩnh lại, dù sao hắn cảm quan có thể nhìn thấy tất cả, muốn nhìn xem sư phụ đối phó với ma hồn này kiểu gì. Đối với hắn, mỗi lần sư phụ ra tay đều là một lần mở rộng tầm mắt, có thể lĩnh ngộ được rất nhiều. Sư phụ lạnh nhạt nói, một ma hồn kéo dài hơi tàn mà thôi, bị trấn áp vô số năm có thể sống được đã rất tốt rồi, sau khi đi ra còn không nghĩ chạy trốn, ngược lại dõng dạc làm trò chán sống. Đối mặt với hai con mắt máu to như cối xay gió phía chân trời, Vân Thiên Tà lư lửng trong hư không, tay cầm kiếm đổ long lạnh lùng nói. Con kiến vô tri ti tiện, bổn vương, ma vương tức giận rít gào. Ma đầu còn chưa nói xong đã bị Vân Thiên Tà ngắt lời, tìm chết. Dám xưng vương trước mặt bản tôn, coi rẻ bản tôn. Ha ha, hiện tại tiễn ngươi lên đường. Con kiến hèn mọn, bổn vương sợ quá. Kha kha kha, tiễn bản tôn lên đường. Ha ha ha, ma vương như nghe thấy chuyện cười gì đó, cười phá lên, chín cổ tiên vứt bỏ tánh mạng cũng không diệt được bổn vương, ngươi. Một con kiến nhân tộc hèn mọn có tư cách gì tiễn bổn vương lên đường? Đó là người không gặp phải bản tôn, hôm nay cho ngươi nếm thử phương pháp hóa ma chân chính. Vân Thiên Tà nói, thân hình lóe lên lao thẳng về phía hai con mắt máu giấu trong ma khí. Khai, Dương Bách Xuyên thấy sư phụ nhảy lên. Cầm kiếm đồ long đâm vào hai con mắt to kia. Một chữ khai rơi xuống, thân kiếm đồ long phát ra kiếm khí chói mắt, sau đó kiếm khí bùng nổ, kéo dài ra trăm mét, bay vọt vào trong ma khí. Không nghiêng không lệch đâm vào chính giữa con mắt máu kia. A! À, một tiếng hét thảm thiết vang vọng trong thiên địa. Lần này đến lượt ma vương hoảng sợ. Ngươi không phải người tu chân, ngươi là ai? Một ma hồn nho nhỏ không xứng biết tên húy của bản tôn. Chín cổ tiên không diệt được ma hồn của ngươi thì để bản tôn diệt, diệt ngươi như diệt chó, chết đi. Dương Bách Xuyên nghe lời nói khí phách của sư phụ, trong lòng vô cùng sảng khoái. Mặc dù hắn không biết ma vương là ma đầu cấp mấy, nhưng từ cách nói chuyện của hắn ta cũng có thể đoán được địa vị của hắn ta ở ma giới không hề thấp. Nhưng một ma hồn một giới, khó khăn lắm mới ra được, nếu khiêm tốn có lẽ còn sống được, cố tình còn kiêu ngạo khoe khoang trước mặt sư phụ. Coi như đâm vào họng súng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 127.